Trùng tộc, chiến lực phải cùng hắn không phân như nhau, hai người đấu nữa rất có thể hội lưỡng bại câu thương. Vấn đề là, như thế trường hợp, thiên hạ danh môn công tử tiểu thư cơ bản đều hội tụ, hắn sao có thể e sợ chiến sở dĩ hắn cười lạnh một tiếng nói, chiến công tử nhất định phải đùa sao ta thế nhưng là sẽ không lưu thủ nha. Ông, nói xong, tiêu thiên hồ trong tay một chiếc nhẫn sáng lên, một thanh kim sắc trường kích ra trong tay hắn, kia trường kích bên trên kim quang dạng rỡ tựa như có một đầu kim long ở phía trên du tẩu, tiêu thiên hồ tùy ý quán chú thoáng cái nguyên lực, cái này trường kích lập tức quang mang đại thịnh, khí tức dọa người. Thánh khí, tiền vạn quán mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, vân phỉ đôi mắt cũng co rụt lại, ba nhà tùy tùng càng là ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Bọn họ cũng đều biết chiến vô song cùng tiêu thiên hồ hai người tổng hợp chiến lực không sai biệt lắm, nhưng tiêu thiên hồ có thánh khí, vẫn là hoàn toàn luyện hóa thánh khí, tình huống tự hoàn toàn nghịch chuyển. Lần này một cái không tốt, chiến vô song không nói chiến tử, bị phế sạch tay chân khả năng phi thường lớn. Ha ha, có thánh khí không tầm thường sao chiến ra con em không bao giờ dùng binh khí, hoàn toàn dựa vào chính mình song quyền đánh ra uy danh hiển hách, tiêu thiên hồ. Để tiền vạn quán cùng vân phỉ nội tâm chìm đến đáy cốc chính là, chiến vô song quả nhiên không chút nào khiếp nhược ngạo nghễ nghênh chiến, hắn cái này tính khí chính là như vậy, anh dũng vô song, chưa từng e sợ chiến. Đã hắn đã quyết định chủ ý, giờ phút này sợ là ai đều không ngăn cản được. Ha 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 chiến vô song còn chưa nói xong bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo phóng khoáng tiếng cười to đem chiến vô song lời nói đều hoàn toàn ép xuống bốn người theo bên trong cửa khoang nối đuôi nhau mà vào cầm đầu là một cái lãnh khốc thanh niên nhìn ngoài ba mươi dáng vẻ trên thân khí thức lại nhưng so sánh thần du đỉnh phong sau lưng ba người giữa sân rất nhiều người đều có chút quen mắt là tiền ra tùy tùng phát ra tiếng cười to chính là đồng dạng mặc tiền ra trang phục rất là lạ mặt lãnh khốc thanh niên hắn xuất lĩnh mọi người đi tới về sau hờ hứng tại toàn trường quét qua, trong mắt đều là nét nham hiểm, tựa như một đầu độc xà, thấy rất nhiều tiểu thư đều nội tâm run lên. Vô song công tử, chúng ta người nhà họ tiền mặt mũi, sao có thể để ngươi hỗ trợ tìm trở về kia người trong thiên hạ đều muốn chê cười chúng ta tiền ra không người nào ngươi lại an tọa chàng tử này chúng ta bốn người chính mình tới bắt hồi trở lại. a à, chiến vô song hồ nghi nhìn lãnh khốc thanh niên vài lần, phát hiện người này vô cùng lạ mặt, trên đường đi hắn chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói tiền ra có cái này một hào nhân vật. Bên cạnh Vân Phỉ cũng hồ nghi liếc mấy cái lãnh khốc thanh niên, tiền ra một mực là làm ăn, giảng cứu dĩ hòa vi quý, cũng cực kỳ giảng quy củ. Tiền vạn quán vừa rồi rõ ràng đã sợ, đương nhiên sẽ không đưa tin trở về điều người, cái này tiền ra hạ nhân lại dám tự tiện làm chủ, vào đây ngạo nghệ ước chiến. Ha ha ha, tiền vạn quán đột nhiên cười ha hả hắn một thân thịt mỡ tại thời khắc này đều rung động, tròn vo trên mặt đều là hăng hái, mắt nhỏ bên trong tinh mang tăng vọt, cùng vừa rồi đêm mi thuận nhãn sợ bức dạng thay đổi hoàn toàn một người. Hắn vỗ bàn một cái đột nhiên đứng lên, hào khí vượt mây nói ra, không sai, vô song đại ca, ngồi xuống đi. Tiền ra mặt mũi, tự nhiên là tiền ra người tìm đến hồi trở lại. Tiêu thiên hồ, hôm nay ta còn tự cùng ngươi đùa lên, nhà chúng ta xuất chiến bốn người, chọn các ngươi tiêu ra tất cả mọi người, hỗn chiến vẫn là xa luân chiến, tùy ngươi chọn. Xoạt, toàn trường xôn xao, bọn hắn chấn kinh ngạc không phải tiền ra tới bốn người liền chuẩn bị chọn tiêu thiên hồ mang tới hơn 10 người thủ hạ, mà là tiền vạn quán thái độ. Cái này gặp ai cũng cười tủm tìm, cùng ai cũng không dám xung đột, thậm chí tiêu thiên hồ vừa rồi kém chút chỉ vào hắn cái mũi mắng, cũng không dám cái lại nửa câu tiểu mập mạp, vì sao đột nhiên như thế ngạnh khí tiền ra từ trước đến nay khí phát tài, lần này không chuẩn bị cùng khí. Chiến vô song cùng vân phỉ cũng bị kinh hãi, các nàng tựa như lần thứ nhất nhận biết tiền vạn quán, hai người ánh mắt liếc nhìn, trong lúc các nàng nhìn thấy tiền ra thủ hạ, đánh một cái đặc thù thủ thế về sau, thân thể hai người run lên, đôi mắt phát sáng lên. Các nàng rốt cuộc biết tiền vạn quán vì sao như thế ngạnh khí, bởi vì núi dựa của hắn tới, lãnh khốc thanh niên chính là giang giật. chương 408, đấu văn, đấu võ, hỗn chiến xa luân chiến, tiêu thiên hồ cười lạnh một tiếng, còn người nhất chuyển, hướng một tên thủ hạ vung tay lên nói, tiêu mông, đã tiền ra người muốn tìm về chàng tử, người ra ngoài cùng bọn họ chơi đùa, ta tự một đối một đi, đừng để người chế giễu. Toàn trường tiểu thư đôi mắt đều phát sáng lên, không còn đi quản tiền vạn quán vì sao như thế ngạnh khí, chỉ cần có người luận võ các nàng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Dù sao đã thương chết rồi, cũng không phải các nàng người, rất nhiều công tử cũng lộ ra ý cười, bọn hắn ước gì tiêu ra cùng tiền ra liều đến người chết ta sống. Giang giật ánh mắt hướng sau lưng ba người đảo qua, mỉm cười nói các ngươi có muốn hay không chơi đùa vẫn là ta bên trên. Ta đến, tiền ra một cái tóc trắng xóa lão giả vượt qua đám người ra, hào khí đại phát, có giang giật tại, tiền vạn quán không sợ hãi, bọn hắn những này làm hạ nhân cũng lực lượng tăng nhiều. Coi như đem tiêu ra toàn bộ người làm, cũng sẽ không xảy ra đại sự, giang giật thực lực cường đại có thể nhẹ nhõm nghiền ép ở đây tất cả mọi người, bọn hắn sợ cái gì? Tốt, cẩn thận chút, giang giật có thể không xuất thủ đương nhiên sẽ không xuất thủ, vỗ vỗ lão giả này bả vai. Mang theo còn lại hai người đi tiền vạn quán phía sau bàn vuông ngồi xuống, quan chiến. Người này, Giang giật hành tẩu lúc, rất nhiều ánh mắt đi theo hướng hắn di động, Thủy Thiên Nhu, Độc Cô Nhạn, Hạ Phi Ngư, Giang nghịch lưu bọn người có chút hồ nghi nhìn chằm chằm Giang giật phía sau lưng. Giang giật mặc dù đeo bách biến mặt nạ, cũng tận lực cải biến thanh âm, ánh mắt còn trở nên hung ác nham hiểm, nhưng hình thể căn bản không có cách nào cải biến, cái này khiến người quen biết hắn chắc chắn sẽ có ta nhìn quen mắt. Cũng may tiền vạn quán chiến vô song vân phỉ đều không có lộ ra nửa điểm sơ hở, ba người rất biết diễn kịch, chỉ là lạnh nhạt quét Giang Giật một chút tựu thu hồi ánh mắt. Tiền vạn quán còn đưa tay tại Giang Giật trên bờ vai tùy ý vỗ vỗ, tựa hồ đối với cái này thủ hạ rất là hài lòng, để trong mọi người tâm lo nghĩ thả đi không ít. Tiền tiết, tiền gia thiết vệ thống lĩnh, tiền gia lão giả đi đến giữa sân rút tay ra bên trong binh khí, rất có phong độ vừa chắp tay. Người của tiêu gia cũng cười lạnh gật đầu, tự báo danh hào nói, tiêu mông, tiêu gia ám vệ, tiền gia bằng hiếu, người muốn đấu võ vẫn là đấu văn. Đấu võ, đấu văn, Giang giật ánh mắt có chút mê mang nhìn về phía tiền gia cường giả, một người lập tức giải thích, đây là tỷ võ hai loại hình thức, đấu võ toàn lực khai chiến, đấu văn đều không cho phép dùng nguyên lực. Đấu văn có thể ở chỗ này cử hành, đấu võ muốn đi bên ngoài. Nha, Giang giật bừng tỉnh đại ngộ, hình thức mặc dù không giống, nhưng kỳ thật không có khác biệt lớn, giờ phút này ra sân đều là thần du đỉnh phong võ giả, nguyên lực không sai biệt lắm, cuối cùng so đấu khẳng định là hai người năng lực thực chiến, võ kỹ mạnh yếu, còn có đạo văn cảm ngộ đấu văn đi không xuất chúng người ngoài ý muốn tiền tiết lựa chọn là đấu văn kỳ thật đấu văn cũng rất hung hiểm bởi vì có thể sát người vật lộn không cẩn thận liền có thể bỏ mình tay chân bị chặt đứt cũng là chuyện thường vừa rồi tiền cương liền là ví dụ ngược trực tiếp bị đâm xuyên tiền tiết lựa chọn đấu văn tự nhiên là muốn cho tiền ra tranh mặt mũi đồng thời cũng nghĩ trọng thương tiêu mông thủy thiên nhu thuyền này cũng đủ lớn cái này chính sảnh phương viên tự có vài chục trượng rộng tựa như một cái vương cung đại điện Giờ phút này hai bên xếp thành một hàng, bầy đầy gần trăm cái hắc mộc bàn vuông, đằng sau đều ngồi người, ở giữa để chống một cái cự đại không gian, vừa vặn dùng để luận võ. Hưu, tiền tiết thân thể như u hồ vọt ra ngoài, thẳng tắp hướng tiêu mông phóng đi, trên tay không có bất kỳ cái gì binh khí, tựa hồ chuẩn bị tay không xé rách tiêu mông. Hưu hưu hưu, các gia tộc công tử tiểu thư sau lưng bọn hộ vệ tất cả đứng lên một người, đứng ở chủ tử mình sau lưng, dự phòng hai người chiến đấu làm bị thương các nàng. Hừ, Tiêu mông cóng một thanh khổng lồ chiến đao, hắn chờ tay đặt tại chiến đao trên chuôi đao, thân thể cũng cúi xuống hướng phía trước mà đi, ánh mắt âm lãnh tựa như một cái hồng hoang cự thú. Hắn cách tiền tiết ba trượng khoảng cách lúc, thân thể đột nhiên nổ bắn ra mà lên, chờ tay rút ra chiến đao, một đạo hàn quang lấp lánh, kia chiến đao như một vầng loan nguyệt hướng tiền tiết đầu đánh xuống. Hiu hiu hiu, chiến đao giữa không trung đột nhiên nhoáng một cái, chiến đao huyễn hóa thành mấy chục đạo huyễn ảnh, như sóng biển liên tục không ngừng hướng tiền tiết đầu đánh xuống, căn bản nhìn không ra cái kia thanh chiến đao là hư ảnh. A, à, Giang giật đôi mắt sáng lên, bên cạnh một vị tiền gia cường giả lập tức thấp giọng giải thích nói, đây là thủy hệ đạo văn, ngàn cơn sóng. Hắc hắc, tiết ca cảm mộ chính là hỏa hệ đạo văn, vừa vặn tương khắc, cái này tiêu mông muốn thảm. Giang giật nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa, ánh mắt gắt gao khóa chặt vậy cái kia một bên, chỉ thấy tiền tiết một tay hất lên, một cái dao găm ra trong tay hắn, đối mặt liên tục không ngừng công kích, hắn thế mà không trốn không né, ngược lại dùng trong tay mình dao găm đi ngạnh kháng kia phá không mà đến to lớn chiến đao. Keng 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 keng, từng đạo kim thiết đụng nhau tiếng thanh minh vang lên, tiền tiết dao găm lại mỗi lần đều có thể đánh chúng đối phương đao phong, đem đối phương chiến đao bắn ngược ra đi. Nhưng hắn thân thể lần lượt bị đánh lui, tiêu mông trên không trung liên tục không ngừng đánh xuống chiến đao, nhìn tiêu mông chiếm cứ thượng phong, tiền tiết hoàn toàn bị áp chế, không cẩn thận còn có thể bị tươi sống đánh chết. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên. Tiền tiết khóe miệng lộ ra một vòng ý cười liên tục không ngừng ngăn cản tiêu mông công kích hắn không chỉ có không có nửa điểm thủ hoàng cước loạn cảm giác ngược lại trong tay dao găm vung vẩy càng lúc càng nhanh cuối cùng cái kia bên cạnh dao găm cho người ta cảm giác tựa như từng đạo điểm sáng tại thân thể bốn phía không ngừng lấp lánh mà lại càng thiểm càng nhanh càng thiểm càng nhiều tựa hồ liệu nguyên tinh hỏa một phát không thu thập một tiếng chống tăng khí thế hai tiếng thì suy ba tiếng thì kiệt tiêu mông liên tục không ngừng công kích không chút nào không chiếm được nửa điểm tiện nghi, ngược lại cảm giác tiền tiết công kích so với hắn càng kéo dài, hắn liên tục công kích bởi vì không có sử dụng nguyên lực, cánh tay đều tê dại, bổ ra hơn 100 đao, thân thể của hắn cũng lại không có cách nào trên không trung mượn lực, chỉ có thể bắn ngược mà xuống, vừa rồi như mãnh hổ hạ sơn khí thế đột nhiên trì trệ. Suy suy, hắn không công kích, tiền tiết tự nhiên bắt đầu phản công, một cái dao găm hóa thành tinh mang vạn điểm, đem tiêu mông cho bao phủ đi vào, lần này hắn bắt đầu đè ép tiêu mông đánh. Cái này tinh tinh chi hỏa đạo văn tốt cường đại, tiêu mông xong giang giật âm thầm gật đầu, hắn luyện hóa long dương thảo, nhục thể tăng cường không ít, thị lực cũng biến thành kinh khủng, tăng thêm hắc sắc nguyên lực tăng phúc, thị lực so ở đây bất kỳ người nào đều kinh khủng, sở dĩ nhẹ nhóm có thể nhìn ra tiêu mông đã lộ bại tướng. Quả nhiên, chỉ là mấy cái trong chớp mắt, tiêu mông nhất thời thể lực chống đỡ hết nổi, bị tiền tiết một dao găm đâm vào ngực, cái này dao găm còn hướng bên cạnh hung hăng kéo một đao, kém chút đem tiêu mông cho cắt ngang. ầm um, tiền tiết không có hạ tử thủ chân sau một cước đem tiêu mông cho đạp bay ra ngoài tiền huyết tại trời cao phiêu tán rơi rụng nhuộm đỏ trắng noãn thảm tiêu mông đập xuống trên mặt đất sau cũng lần nữa nói ra một ngụm máu tươi trực tiếp mất đi phế vật vô dụng khiêng xuống đi tiêu thiên hồ sắc mặt âm trầm tới cực điểm ánh mắt hướng sau lưng một cái gầy lùn trung niên nhân quét tới quát lạnh nói tiêu minh người đi bồi tiền ra người chơi đùa tốt tên này gọi tiêu minh gầy lùn trung niên nhân khóe miệng có một đạo vết sẹo một mực kéo đến bên tai, lúc nói chuyện vết sẹo vặn vẹo tựa như một đầu con rết, dị thường giữ tợn kinh khủng. Hắn đi đến giữa sân, chờ tiêu gia võ giả đem tiêu mông khiêng xuống về phía sau, lúc này mới chậm rãi theo trong tay áo rút ra một cái móc sắt, ánh mắt lạnh lùng hướng tiền tiết nhìn lướt qua nói, tiền gia lão đầu, người đi xuống đi, đừng nói chúng ta tiêu ra khi dễ các ngươi, bày xa luân chiến, cái này hậu sinh. Vừa rồi ngươi rất ngông cuồng a à nếu không chúng ta ra chơi một chút. Tiêu Minh trong tay hiện ra hàn quang móc sắt, hướng tiền vạn quán sau lưng một người xa xa chỉ một cái, thế mà hướng giang giật khiêu chiến. chương 409, hắn, khi nào sợ qua, ta, nhìn thấy toàn trường đều khóa chặt chính mình, giang giật lông mày nhíu lại, trầm ngâm một trận, rất nhanh ngẩng đầu, một bộ sâu tạc thiên dáng vẻ nói, muốn khiêu chiến ta ngươi không có tư cách này, lão ca, ngươi cùng hắn đi chơi. Phốc phốc, rất nhiều tiểu thư lộ ra nụ cười trào phúng, thậm chí đều chẳng muốn lại nhìn giang giật một chút, vừa rồi như bức hống hống, giờ phút này bị người trước mặt mọi người khiêu chiến, thế mà không dám ra chiến mọi người tự nhiên đánh đáy lòng xem thường giang giật. Không có tư cách này một cái tiền ra hạ nhân thật đúng là cho là mình là nhân vật nào càng như vậy mọi người ngược lại càng là chán ghét hắn. Thủy Thiên Nhu cùng độc cô nhạn, hạ phi ngư giang nghịch lưu khóe miệng cũng rất nhanh lộ ra vẻ đùa cợt, trong mắt kinh nghi biến mất không thấy, còn có linh thú sơn học viện liễu viện trưởng cũng thu hồi ánh mắt. Người này hẳn không phải là giang giật, chỉ là hình thể có chút giống mà thôi, giang giật tính cách hiếu chiến, chưa từng e sợ chiến, cái này tại đại lục nổi danh, như thế trường hợp hắn càng không khả năng sợ. Tốt, tiền thiết cùng ngươi một trận chiến." Tiền ra một vị thần du đỉnh phong cường giả đứng lên, Giang giật thân thể co rụt lại núp ở tiền vạn quán phía sau, hắn cảm giác đạo dừng ở trên người hắn ánh mắt hít đi rất nhiều, âm thầm gật đầu. Hắn muốn liền là loại hiệu quả này, có rất nhiều người đều đang hoài nghi hắn, hắn giờ phút này xuất chiến, sẽ cho các nàng xem ra mánh khóe, sở dĩ vừa rồi hắn tự sợ, buông lỏng mọi người cảnh giác. Mà lại, hắn đối cái này đấu văn đấu võ còn không thế nào quen thuộc, giống như đấu võ, hắn dùng một lát đại chiêu, sợ là thân phận lập tức hội bại lộ, sở dĩ hắn nghĩ quan sát thoáng cái, nhìn xem cái này đấu văn quyết khiếu. Chiến vô song ba người ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, giang giật liền là bọn hắn định hải thần châm, hắn yêu chơi như thế nào tự chơi như thế nào, các nàng một mực xem kịch. Các nàng đương nhiên sẽ không cho rằng giang giật là sợ hàng, chàng diện này đối với giang giật tới nói hoàn toàn là nhà tròi đồng dạng, hắn cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Hắn, khi nào sợ qua, tiền thiết hơn 40 tuổi, thực lực cũng là thần du đỉnh phong, hắn dùng chính là một cái nguyễn kiếm, khi thế cũng rất đủ, giang giật cho bọn hắn tất cả mọi người thuốc an thần, hôm nay một mực buông tay một trận chiến là đủ. Sở dĩ hắn sau khi rời khỏi đây, ánh mắt nhìn về phía tiêu minh nói, ta chơi đùa với ngươi như thế nào? Đã ngươi muốn chịu chết, ta liền thành toàn ngươi, tới đi. Tiêu minh lại cười, khóe miệng vết sẹo vặn vẹo, lệch làm một chút tiểu thư có loại cảm giác không rét mà run, hắn tự ngạo nghẽ đứng tại chỗ, cũng không công kích, chờ đợi tiền thiết động thủ trước. Tốt, tiền thiết chân sau một điểm, thân thể như một trận u phong hướng phía trước lướt tới, tốc độ vậy mà so tiền thiết phải nhanh hơn rất nhiều. Mà lại thân ảnh lơ lửng không cố định, nhìn còn có loại cảm giác mơ hồ, ai cũng không thể phán đoán hắn muốn hướng bên kia phiêu, thân pháp quỷ dị tới cực điểm. Đây là lão thiết phong hệ đạo văn, phong chi ảnh. Lúc này đến phiên tiền tiết cho Giang Giật giải thích, Giang Giật nhẹ gật đầu, hắn tại tinh vẫn đảo tàng thư các nhìn qua liên quan tới đạo văn giới thiệu vắn tắt, phong hệ chín loại hạ giai đạo văn bên trong tựu có một loại tên là phong chi ảnh. Xem tình huống tiền thiết còn không có cảm mộ đến đại thành, theo cái này phong chi ảnh đạo văn giới thiệu, cảm mộ đến đại thành chi cảnh, người giống như phong ảnh, cùng giai võ giả căn bản không nhìn thấy người. Hắc hắc, tiêu minh nửa điểm không có kinh hoàng, lạnh nhạt đứng ở nguyên địa, ánh mắt đều không có xem tiền thiết, bất quá lỗ tai khẽ nhúc nhích hiển nhiên đang nghe phong phân biệt vị giang giật âm thầm gật đầu loại tình huống này tiêu minh biện pháp xử lý rất không tệ dựa vào con mắt đi phán định lời nói sợ là chết như thế nào cũng không biết vô luận tiền thiết có bất kỳ cử động cuối cùng đều muốn phát ra âm thanh chỉ cần căn cứ thanh âm đi phán định liền có thể xác định hắn chân thân suy suy tiền thiết công kích phát động kia nhuyễn kiếm nhẹ nhàng hướng tiêu minh đâm tới cái này nhuyễn kiếm thế mà có thể run run tựa như một đầu như độc xà suy suy mà đi, ai cũng không thể phán đoán kiếm này nhọn cuối cùng hội đâm về nơi đó. Mà lại cái này nhuyễn kiếm run run thời điểm, thế mà có thể phát ra một trận kêu nhỏ âm thanh, dị thường chói tai, để rất nhiều thực lực không cao tiểu thư cũng nhịn không được che lỗ tai, nhưng... Coi như che lỗ tai, thanh âm kia vẫn như cũ vang lên tại mọi người trong đầu, để rất nhiều người khó chịu như muốn thổ huyết. Đây là phong chi khinh ngâm, đạo văn này lão thiết đã đại thành, uy lực rất lớn. Giang giật cũng rất là khó chịu, không trả tiền tiết sau khi giải thích, nội tâm của hắn hiếu kỳ ngược lại áp chế trong tai khó chịu. Hôm nay có thể nói là mở rộng tầm mắt A, đây mới là đạo văn công kích huy lực A, tiêu minh giờ phút này hẳn là so với bọn hắn khó chịu gấp trăm lần A nói không chừng giờ khác này phản kích cũng không thể. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, tại cái kia thanh nguyến kiếm sẽ đâm chúng tiêu minh lúc, thân thể của hắn đột nhiên động, trong tay hắn móc sắt đột nhiên cuồng vũ, cái này múa cũng không có cái gì đặc thù chỉ là đem thân thể mình đều bao phủ đi vào tựa hồ muốn đem tiền thiết trường kiếm đẩy ra tiền thiết cười lạnh một tiếng tiếp tục khống chế nhuyễn kiếm hướng phía trước đâm tới trong mắt của hắn đều là sát khí cho rằng nắm chắc phần thắng bởi vì hắn nhuyễn kiếm là không có cách nào đẩy ra nhuyễn kiếm vì sao gọi nhuyễn kiếm không phải liền là bởi vì thân kiếm là mềm sao bang bang một đạo kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên nhuyễn kiếm quả nhiên không có bị đẩy ra ngược lại lướt qua một cái đường cong hướng tiêu minh vai trái gọt đi cái này nguyễn kiếm tốc độ quá nhanh, tiêu minh căn bản phản ứng không kịp, mắt thấy cánh tay liền bị phế. nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một đạo bạch quang theo móc sát bên trên sáng lên, như một đầu bạch xà rất nhanh lẻn đến tiền thiết trên nguyễn kiếm, tiếp lấy tiến vào hắn thân thể. a, à, tiền thiết nguyễn kiếm rời đi, tiêu minh cánh tay chỉ có một tấc khoảng cách, mắt thấy là phải đem hắn cánh tay cắt đứt, nhưng tiền thiết căn bản không có cách nào tiếp tục công kích, bởi vì đầu kia bạch xà tiến vào tiền thiết trong thân thể cả người hắn đều run rẩy lên, run rẩy không ngừng, tóc đen đầy đầu từng chiếc dựng ngược, con mắt trắng dã, tị khẩu, lỗ mũi bốc lên khói đen, áo bào bên trên cũng khói đen bốc lên, một cỗ mùi khét lẹt từ trên người hắn truyền ra. Thiên địa đạo văn, lôi hệ đạo văn, không tốt, tiền thiết xong, Giang giật đôi mắt co rụt lại, thấp giọng hoảng sợ nói, tiền thiết bộ dạng này rõ ràng bị xét đánh, đầu kia bạch xà là chân chính lôi điện. Tiêu ra cái này thần du cường giả tối đỉnh, thế mà có thể cảm giác mộ thiên đạo văn, lôi hệ đạo văn. Quả nhiên, tiền thiết bị xét đánh về sau, cả người đều không ngừng run rẩy tiêu minh làm sao lại từ bỏ cơ hội tốt như vậy cái kia móc sắt như câu hồn liêm đao hướng tiền thiết đi vòng quanh, sắc bén móc nhẹ nhõm phá vỡ tiền thiết bụng dưới, sau đó đột nhiên kéo một phát. a à, rất nhiều tiểu thư kinh hô lên, cúi người liền muốn nôn. Rất nhiều công tử cũng không đành lòng quay đầu ra đi, tiền ra chiến gia vân ra tất cả mọi người thì mở mắt muốn nứt, bởi vì tiền thiết nội tạng gần như toàn bộ bị tiêu minh câu ra, xanh xanh đỏ đỏ ruột một chỗ, vô cùng thê thảm. Ngồi xuống, tiền tiết, đi đem tiền thiết mang về chữa thương. Tiền vạn quán ngược lại là coi như có chút lớn đem phong độ, vỗ bàn một cái quát lớn, áp chế tiền ra người, tiền tiết lập tức phi thân mà ra đem thoi thóp tiền thiết ôm, bay vụt ra buồng nhỏ trên tàu mang đến chữa thương. Hắc hắc, tiêu minh cười lạnh hai tiếng, đầu kia con rết vết sẹo lại uốn éo, nhìn dị thường giữ tợn kinh khủng. Ánh mắt của hắn tại tiền ra trên mặt người đảo qua, vung lên móc sắt nói, muốn cho hắn báo thủ đến, kế tiếp. Tiền ra mọi người bị tiêu minh kia nụ cười giữ tận hù dọa, toàn bộ đôi mắt lấp lóe không có người nào có nắm chắc chiến thắng tiêu minh, cái này thiên địa đạo văn quá cường đại, một khi bị lôi điện đánh chúng, cũng chỉ có thể cùng tiền thiết đồng dạng chờ chết. Ha ha, đúng lúc này, Giang giật đột nhiên đứng dậy, móc móc lỗ tai đi ra phía ngoài, u u nói ra ta chơi đùa với người đi. Xoạt, trong sảnh đi qua ngắn ngủi tính mịch về sau, lại là một mảnh xôn sao tiêu minh lôi hệ đạo văn quá bá đạo, ở đây không có bất kỳ cái gì một người có nắm chắc chắc thắng hắn, giang giật cái này sợ hàng lúc này thế mà đứng ra. chương 410, phát tín hiệu điều người, tiền vạn quán chiến vô song vân phỉ còn có tiền ra mắt người mắt đồng loạt phát sáng lên, toàn trường không có người có nắm chắc thắng tiêu minh, nhưng không bao gồm giang giật. Giang giật nếu là làm thật, sát lục chân ý vừa ra, toàn trường một người đều chạy không được, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Sở dĩ bọn hắn không có chút nào lo lắng giang giật, ngược lại hưng phấn lên chờ lấy xem kịch vui giang giật đã quyết định xuất chiến tự nhiên có nắm chắc tất thắng tiêu minh khóe miệng lại co rúm đầu kia vết sẹo uốn éo uốn éo hắn cười lạnh nhìn qua giang giật nói thủ hạ ta không giết hạng người vô danh tiểu tử xưng tên ra giang giật khẽ giật mình rất nhanh kịp phản ứng mỉm cười khách khí nói ra tại hạ tiền đại giã tiền ra lò sát sinh thống lĩnh tiền đại giã lò sát sinh thống lĩnh tiêu minh nghi ngờ thì thào tiền ra còn có lò sát sinh lò sát sinh còn có thống lĩnh mà nói. Phốc phốc, rất nhiều tiểu thư cực kỳ thông minh lập tức nở nụ cười, hạ phi ngư phản ứng đầu tiên, cười đến trang điểm lộng lẫy, để rất nhiều công tử đôi mắt sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm nàng kia hai cái trên dưới khiêu động ngọc qua, biểu lộ cũng là say. Tiền đại giã tiền đại gia, muốn chết, bốn phía truyền đến tiếng cười khẽ, để tiêu minh tỉnh ngộ lại, hắn giận tím mặt, nhìn thấy giang giật không nhúc nhích, hai chân đạp một cái như một viên như đạn pháo mà đến, cái kia thanh hiện ra hàn quang móc sắt mang theo lạnh thấu xương hàn phong hướng giang giật hung hăng quét tới giang giật đứng tại chỗ không nhúc nhích sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh đôi mắt cùng lỗ tai sớm đã dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc cái này đấu văn nói đúng không chuẩn vận dụng nguyên lực nhưng hắn lại không cần nguyên lực công kích hắn tại thể nội vận chuyển ở đây không có kim cương cường giả không thể dùng thần thức dò xét ai có thể biết rõ thần trí của hắn đã sớm lặng yên dò xét ra ngoài hắn dám ra đây chỗ dựa lớn nhất liền là thần thức hắn lại thần thức có thể dò xét hết thảy, có thể liệu địch tại tiên cơ, thậm chí hắn giờ phút này đều có thể dò xét đến. Tiêu Minh một cái tay khác ngay tại tụ tập thiên địa bên trong lôi điện chi lực, một tia lôi điện chi lực nhanh chóng tại trong thân thể của hắn du tẩu, hội tụ đến hắn cầm móc sắt tay, chỉ cần móc sắt đụng chạm lấy giang giật thân thể, hoặc là binh khí, kia lôi điện chi lực liền có thể trong nháy mắt kích thương giang giật. Giang giật có quá nhiều biện pháp giết chết Tiêu Minh, chỉ là hắn không muốn bại lộ thân phận, sở dĩ sát lục chân ý không thể động, địa hỏa không thể động, hỏa linh châu, hỏa long kiếm, thuấn di, phong chi thúc phược cũng không thể động. Hắn có thể động chỉ có phong hóa nghìn vạn đạo văn. Đạo văn này ngoại nhân đều gặp, mà lại hắn không cần hỏa long kiếm thả ra lời nói, căn bản đoán không được là hắn. Đương nhiên, hắn cũng không thể dùng hỏa long kiếm phóng thích, bởi vì kia nhất định phải vận dụng nguyên lực. Chết, phía trước tiêu minh đã công kích mà đến rồi, kiếm móc sắt như tử thần liêm đao, phía trên quang mang lấp lánh, chỉ cần đụng chạm lấy giang giật, lôi điện sẽ lập tức bắn ra mà đến, toàn trường đều ngừng thở muốn nhìn Giang Giật làm sao tránh thoát một chiêu này. Giang Giật vẫn là không nhúc nhích, bất quá giờ khắc này bên cạnh hắn bốn phía phong lưu động, đồng thời thân thể của hắn trở nên mơ hồ, hắn phía trước đột nhiên ngưng tụ ra một cái hư ảnh, bởi vì đối diện tiêu minh chính lao đến, sở dĩ không có ngoại ý muốn đụng phải hắn hư ảnh. Phân thân ngàn vạn, cái này vô thuật Giang Giật cảm ngộ không sâu, chỉ có thể ngưng tụ một cái hư ảnh, còn không thể khống chế di động nhưng cái này hư ảnh giờ phút này phóng xuất ra lại đem tiêu minh dọa sợ bất luận kẻ nào hướng phía trước lao nhanh đột nhiên xuất hiện trước mặt một bóng người đều sẽ bản thân kinh hãi lập tức tránh né a à. đây là nhân loại bản năng hướng chi tiêu minh trước mắt xuất hiện vẫn là cùng gian giật giờ phút này giống nhau như đúc hư ảnh vạn nhất đây là một loại cường đại công kích đâu sở dĩ thân thể của hắn nhanh chóng hướng bên cạnh trượt ra móc sắt đột nhiên hướng phía trước vung lên tích xúc lôi điện chi lực gào thét mà ra hóa thành một đạo điện xà hướng Giang giật hư ảnh vọt tới. Ha ha, Giang giật bản tôn cười một tiếng dài, phía trước hư ảnh đột nhiên biến mất, hắn thân thể cũng như mãnh hổ hướng phía trước phóng đi, một tay hóa thành lợi chảo hướng tiêu minh chộp tới. Xuy suy, hắn trên móng vuốt bạch quang lóe lên, trong nháy mắt hóa thành mấy trăm chảo ảnh, mỗi một cái đều nhìn vô cùng chân thực. Toàn trường sở hữu thần du cường giả đều đôi mắt co rụt lại, không ai có thể phân biệt ra được giang giật cái này móng vuốt là chân thật, tiêu thiên hồ nội tâm khe khẽ thở dài, trong mắt sát khí lóe lên, nổi giận nắm chặt nắm đấm, hắn biết rõ. Tiêu minh xong, tiêu minh lôi điện chi lực vừa mới phóng thích, còn đến không kịp ngưng tụ, tăng thêm vừa rồi cái hư ảnh này để hắn sợ bóng sợ gió một trận, giờ phút này nhìn thấy mấy trăm con chảo ảnh, càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, khóe miệng không ngừng co rúm. Hắn một bên lui nhanh, một bên lung tung vung vẩy trong tay móc sắt, ý đồ ngăn cản giang giật công kích. Vấn đề là, khoảng cách song phương gần như vậy, Giang giật nhục thể đã phi thường cường đại, coi như không sử dụng nguyên lực, bằng vào nhục thể tốc độ cũng nhanh như tàn ảnh, tiêu minh làm sao có thể né ra. Xuy suy đầy trời chảo ảnh biến mất, giang giật móng vuốt nhẹ nhõm bắt vào tiêu minh bụng dưới, hắn ra tay càng thêm hung ác, trực tiếp vổ nát tiêu minh đan điền tử phủ. Ba, một đồ dưa hấu vỡ tan thanh âm vang lên, nồng đậm nguyên lực theo tiêu minh trong bụng phát ra, để toàn trường người tinh thần chấn động. Tiêu minh mở mắt muốn nứt. Điên cuồng vung vẩy móc sắt muốn cùng Giang giật đồng quy vô tận, nhưng giang giật một cái tay khác, nhẹ nhõm chém vào tại trên cổ tay của hắn, đem hắn vũ khí đánh bay, đồng thời một cái khuỷu tay kích đem hắn đập bay ra ngoài. Có được thần thức, hắn có thể nhẹ nhõm dự đoán tiêu minh công kích, không có đạo văn công kích, tiêu minh liền là một cái khiêu vũ hầu tử. Hai cái thực lực tranh lệch không nhiều võ giả, một phương có thể sớm biết rõ người muốn ra chiêu thức, người còn thế nào đánh. Sở dĩ cứ việc giang giật nhục thể so sánh thần du đỉnh phong vẫn còn có chút tranh lệch, nhưng tiêu minh thụ thương, tranh lệch này cơ bản tự hòa nhau, giang giật có thể nhẹ nhõm đánh bay đối phương cũng bình thường. Cái này phong hóa ngàn vạn, diễn hóa ra võ ký coi như không tệ à, đáng tiếc đều là hư ảnh, không giống hỏa long kiếm phóng xuất ra, đều là thật công kích. Giang giật khe khẽ thở dài, đối với cái này chiến quả coi như miễn cưỡng hài lòng, phong hóa ngàn vạn hắn đã cảm mộ đại thành, đây là trung giai đạo văn, tùy ý diễn hóa ra một cái võ ký, uy lực cũng là rất dọa người um, Tiêu Thiên Hồ trùng điệp tại trên bàn vuông vỗ, nổi giận đứng lên, đằng đằng sát khí nhìn qua Giang Giật nói, thật can đảm, luận võ thi đấu mà thôi, ngươi lại dám phế đi Tiêu Minh hôm nay không giết ngươi, ta Tiêu Thiên Hồ thể không làm người. Tiền vạn quán, chính ngươi động thủ, vẫn là chúng ta giúp ngươi động thủ. Tranh tranh, Tiêu Thiên Hồ sau lưng hơn 10 người toàn bộ rút tay ra bên trong binh khí, mặt mũi tràn đầy oán giận, bắc mãng quốc đao chiến mấy người cũng thình lình đứng dậy. Tiền ra bị đả thương nặng hai người, nhưng người của tiêu gia cuối cùng đều lưu thủ, vừa không có chém giết cũng không có phế nhân, coi như vừa rồi tiền thiết nội tạng cơ hồ bị hủy đi, nhưng tiêu minh cũng không có phế hắn đan điền, tiền thiết khôi phục một năm nửa năm vẫn có thể khôi phục như cũ. Giang giật cái này trực tiếp phế đi tiêu minh đan điền, hắn chẳng khác nào triệt để hủy, tiêu gia cũng tổn thất một tên cường giả. Giang giật lần này xác thực làm quá mức, trong lịch sử cái này đấu văn cũng rất ít ra chuyện như vậy. Đúng đấy, tiền vạn quán, người đây chính là phá hư quy của A. Hừ hừ, không quy củ không thành phương viên, tiền thiếu, ngươi dạng này đùa, về sau ai còn dám cùng các ngươi ra người lai vãng. Thiên hồ huynh, đừng nói nhảm, trực tiếp làm hắn. Toàn trường rất nhiều công tử tiểu thư, bởi vì tiền vạn quán các nàng là giang giật bằng hiếu, một mực tại nhầm vào các nàng. Giờ phút này ra chuyện như vậy, tự nhiên toàn bộ mở miệng hỗ trợ, trong lúc nhất thời trong khoang thuyền một mảnh khắc nghiệt, không khí ngột ngạt tới cực điểm, sợ là một cái hỏa tinh liền có thể gây nên đại hỗn chiến hắc hắc, tiền vạn quán nhếch miệng cười một tiếng, tròn vo trên mặt không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại đại thủ một đám nói, sự tình là các ngươi bốc lên tới, hào hào một cái yến hội, các ngươi hết lần này tới lần khác muốn đánh đánh giết giết. Xảy ra chuyện lại trách ta ra người thật coi chúng ta tiền ra dễ khi dễ lão lưu, phát tín hiệu điều người, bọn hắn muốn chơi liền bồi bọn hắn chơi tới cùng, hôm nay lão tử không thèm đếm xỉa, dám động tiền đại giã, lão tử tự cùng hắn liều mạng. Chương 411, khinh nhờn nữ thần. Hưu, một tên tiền gia hạ nhân thân thể lóe lên, bay vụt ra buồng nhỏ trên tàu, rất nhanh phát ra một tiếng ba dài ba ngắn kêu to, chiến vô song cùng Vân Phỉ liếc nhau, cũng lặng yên đánh một thủ thế, hai nhà người cũng bắn ra, hai tiếng tiếng hét lớn vang lên. Hiu hiu hiu, đây là ba nhà khẩn cấp tín hiệu cầu viện, một khi phát ra ba nhà trên thuyền lớn người, toàn bộ hướng bên này bay vụt mà đến, trên mặt đằng đằng sát khí, binh khí nơi tay, nguyên lực vận chuyển, thời khắc chuẩn bị liều mạng. Toàn trường giống như chết tĩnh lặng tiền vạn quán hôm nay cư nhiên như thế khác thường như thế kiên cường cái này cùng tiền ra một mực phong cách hành sự hoàn toàn khác biệt. Chiến vô song cùng vân phỉ thế mà cũng đi theo nổi điên, trực tiếp điều người chuẩn bị vạch mặt, ăn thua đủ. Trong lịch sử, các loại trên yến hội không thiếu có gia tộc công tử tiểu thư lẫn nhau đấu sự tình, khi rảnh rỗi vậy mà hội náo ra mạng người. Nhưng song phương thường thường đều sẽ khắc chế, chỉ cần không giết chết đối phương nhân vật trọng yếu, cũng sẽ không vạch mặt, triệt để kết thù tối đa cũng liền xuống một lần tao mộ lại đánh một trận, hoặc là âm thầm dùng ta thủ đoạn, làm cho đối phương ngậm bồ hòn. Hôm nay tiền vạn quán chiến vô song vân phỉ ba người thế đơn lực bạc, một mực bị châm chọc khiêu khích, bị áp chế, ba người bắt đầu cũng một mực tại ẩn nhẫn, sở dĩ sáng tạo ra tiêu thiên hồ đám người phách lối khí diễm. Giang giật vừa ra tay tự triệt để phế đi một tên tiêu gia cường giả, cường giả này còn là tu luyện thiên địa đạo văn đặc thù cường giả, đồng thời rất có thể đột phá kim cương cảnh, tiêu thiên hồ tự nhiên nổi giận, chuẩn bị chém giết giang giật. Nhưng giờ phút này, tiền vạn quán kéo ra khỏi tư thế, chiến gia cũng nhúng vào vào đây, trọng yếu nhất vân phỉ đệ đệ giờ phút này trở thành thái tử, bởi vì giang giật vân phỉ tại thiên huyền quốc cũng chạm tay có thể bỏng, cái này nếu là triệt để cùng vân phỉ trở mặt, chẳng khác nào cùng thiên huyền quốc trở mặt. Tiêu thiên hồ nội tâm trần chờ bất định, hắn là tiêu gia đệ nhất công tử, nhưng cũng không phải là tiêu gia tộc trưởng vạn nhất việc này xử lý không tốt, sẽ ảnh hưởng hắn tại tiêu gia địa vị. Đao chiến bọn người kinh, chết là người của tiêu gia, quan bọn hắn thí sự, không đáng cùng ba nhà cùng chết a. À. Còn lại ồn ào công tử tiểu thư, trong nháy mắt hành quân lặng lẽ, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhưng giờ phút này loại tình huống, còn dám ồn ào sợ là muốn dẫn lửa thiêu thân, bởi vì tiêu gia sự tình cùng ba nhà triệt để trở mặt, các nàng cũng không phải đồ đần. Thế là giữa sân tình huống rất quỷ dị nghịch chuyển, biến thành tiêu gia độc đấu ba nhà. Ừ, tiêu thiên hồ bốn phía quét qua, rất nhanh phát hiện tình thế biến ảo, đao chiến cùng bắc mãng quốc công tử tiểu thư đã lặng yên ngồi xuống ánh mắt của hắn những nơi đi qua ban đầu những cái kia minh hữu đều cúi đầu xuống đi uống trà toàn trường chỉ có tiền vạn quán cùng chiến vô song vân phỉ cười lạnh nhìn xem hắn ba tiền vạn quán nhếch miệng cười một tiếng đắc thế không thang người lần nữa đem cái bàn đập đến vang ầm ầm âm dương quái giọng nói ra tiêu thiên hồ tiêu đại công tử người muốn làm sao đùa bày ra một cái đạo đạo ta hôm nay phụng bồi tới cùng bắc máng quốc đệ nhất công tử, chắc hẳn cũng sẽ không để chúng ta thất vọng a. À. Chiến vô song cùng vân phỉ hai người liếc nhau, có chút im lặng, tiền vạn quán tiểu tử này một mực điệu thấp, giảng cứu hòa khí sinh tài. Nếu là bình thường sợ là cho người ta đánh một bàn tay đều muốn cười ha hả. Hôm nay giang giật tới, khí này diễm phách lối, các nàng đều nhìn không được, ngươi, tiêu thiên hồ con mắt đều muốn phun lửa, trên mặt gân xanh từng cái từng cái nổ lên, giữ tợn đáng sợ, hắn mắt thấy là phải bạo tẩu, sau lưng một gã hộ vệ kéo lại hắn, lắc đầu thấp giọng nói, công tử, chuyện hôm nay không thể làm, còn nhiều thời gian, chàng tử này về sau lại tìm trở về đi. Hừ, tiêu thiên hồ trùng điệp khẽ vỗ tay áo, quát lạnh nói, chúng ta đi, tiền vạn quán, hôm nay việc này tiêu mẫu nhớ kỹ, ta khuyên các người tiền ra tốt nhất đừng đi bác mãng quốc làm ăn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Người của tiêu ra sợ, rời đi buồng nhỏ trên tàu, hôm nay cái này yến hội cũng mở không sai biệt lắm. Cho hay nhìn rất nhiều chàng, cũng đủ hương vị, đao chiến bọn người tiếp lấy rời đi. Rất tàu nhanh trong khoang thuyền người đi bảy tám phần, Giang giật đã sớm về tới tiền vạn quán sau lưng, rất nhiều công tử tiểu thư rời đi thời điểm, đều theo bản năng nhìn hắn một cái, yên lặng nhớ kỹ bộ dáng của hắn. Tiêu Minh thực lực rất mạnh, còn là tu luyện thiên địa đạo văn cường giả, Giang giật có thể một chiêu phế đi hắn, thực lực tự nhiên so Tiêu Minh cường đại, hẳn là toàn trường thực lực một trong mấy người mạnh nhất, mọi người tự nhiên đối với hắn lưu ý nhiều, mà lại giang giật kia đầy trời hãi nhiên chảo ảnh, cũng cho mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Thực lực như thế, còn nhìn chỉ có 30 tuổi ra mặt, đây là rất có thể đột phá kim cương cảnh thiên tài A, rất nhiều người xem giang giật ánh mắt đều có chút lửa nóng, âm thầm hâm một tiền ra thế mà chiêu mộ dạng này một tên thiên tài. Thiên nhu tiểu thư, đa tạ người khoản đãi cáo từ. Các loại chợ tất cả mọi người rời đi, tiền vạn quán mới cười tùm tìm cùng cái này yến hội chủ nhân hành lễ nói. Thủy Thiên như hôm nay mặc một thân hỏa hồng sắc toái váy hoa, sạch sẽ ngũ quan xinh xắn bên trên không có thi nửa điểm phấn trang điểm, vẫn như cũ đẹp đến mức say lòng người. Nàng ngồi tại chủ vị, ánh mắt nhàn nhạt tại tiền vạn quán trên mặt đảo qua, lần này nhưng không có khẽ vuốt cằm, nói ta lời xã giao, mà là mở miệng nói tiền mập mạp, chờ chút. Nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển, khóa chặt sang giật, đột nhiên mở miệng nói tiền lớn. Dã, dạ, bản tiểu thư nhìn ngươi thế nào nhìn quen mắt như vậy chứ? Tiền vạn quán trong ba người tâm một lộp bộp, Thủy Thiên Nhu cố ý nói một câu nói như vậy, chẳng lẽ là đã xem thấu Giang giật chân thân. Giang giật cũng không hoảng không vội vàng đi ra ngoài, chắp tay hành lễ, sau đó dùng thô cuồng thanh âm lãnh khốc, trả lời, hồi Thiên Nhu tiểu thư, kỳ thật đại giã cũng xem tiểu thư nhìn rất quen mắt. Nha, tiền đại giã, người trước kia ở đâu gặp qua bản tiểu thư Thủy Thiên Nhu nhiều hứng thú mà hỏi, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Giang giật nhất cử nhất động, hy vọng nhìn ra nửa điểm sơ hở hắc hắc, Giang giật khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia tà mị ý cười, ánh mắt cũng rất là to gan tại Thủy Thiên Nhu bên trên đảo qua, trong mắt đều là dâm tà quang mang, tựa như một đầu đói khát khó qua sắc lang, thanh âm của hắn cũng biến thành có chút mập mờ, đại giã trong mộng gặp qua tiểu thư đấy, tiểu thư thế nhưng là đại giã tình nhân trong mộng. Làm càn, Thủy Thiên Nhu bên người mấy tên trưởng lão toàn bộ quát lạnh, trên thân đằng đằng sát khí, Giang giật lại dám trước mặt mọi người khinh nhờn Thủy Thiên Nhu người này sắc đảm có thể nói bao thiên a à phanh phanh, tiền vạn quán đột nhiên vỗ bàn một cái nổi giận đứng lên, quát lạnh nói tiền đại giã, cút xuống cho ta, ngươi lại dám khinh nhờn thiên nhu tiểu thư, tin hay không bản thiếu tộc trưởng đem ngươi việc cắt, biến thành thái giám đưa vào cung đi. Phi, Thủy Thiên Nhu mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, khẽ gắt một tiếng, nội tâm nghi hoặc triệt để thả đi. Giang giật thế nhưng là chính nhân quân tử, tại sao có thể có như thế dâm tả ánh mắt? Giang giật kỳ tài ngút trời, bên người mỹ nữ như mây, nhưng ngoại trừ tô như tuyết bên ngoài, hắn chưa bao giờ truyền ra qua bất luận cái gì chuyện xấu sở dĩ giang giật trong lòng nàng một mực không phải một cái người háo sắc giờ phút này tương phản to lớn như thế nàng tự nhiên bác bỏ nội tâm lo nghĩ hắc hắc giang giật hung ác nham hiểm ánh mắt tại thủy nguyệt quan trưởng lão mặt bên trên quét qua quay đầu đi ra phía ngoài tiền vạn quán mấy người cũng cáo từ rời đi mang theo ba nhà người về tới tiền ra trong khoang thuyền lão đại ta nhớ đến chết rồi tiến trong khoang thuyền tiền vạn quán để hạ nhân giữ vững bên ngoài tiến vào trực tiếp cho Giang giật một cái gấu ôm. Chiến vô song cùng Vân Phỉ cũng cười nhẹ nhàng, Giang giật bị tiền vạn quán thân thể mập mạp ôm phải tắt thở, vội vàng một cái khủyu tay kích đem hắn đánh bay, đôi mắt chừng một cái nói, mập mạp chết bầm, người cho chết đi, ôm chặt như vậy làm rất đã sớm nghe nói tiểu tử ngươi có long dương chuyện tốt, quả nhiên a. À. chương 412, Hộ Hoa Sứ Giả, Giang giật tại trong thuyền lớn thản nhiên ở, mỗi ngày ăn uống thả cửa, không có việc gì tìm hiểu một chút phu thuật, tu luyện một phen, rất là hài lòng. Duy nhất để hắn có chút không tự tại liền là chiến lâm nhi, một đoạn thời gian không thấy, chiến vô song cô muội muội này dáng người càng phát huyền chuyển, xem giang giật ánh mắt cũng càng thêm u oán giang giật lòng có sở thuộc, tự nhiên chỉ có thể giả bộ như không thấy được. Tiền vạn quán đưa tin trở về, cho tiền đại giã cái này thân phận giả làm một cái thân phận thật, còn cố ý đem tin tức tản ra ngoài, nói tiền ra âm thầm bồi dưỡng một trong tam đại cường giả tiền đại dã lần này tầm bảo hành trình bên trên, trọng thương tiêu ra mấy thần du cường giả tối đỉnh là tiền ra làm vẻ vang vân vân tiền đại giả thân phận tại những này thật thật giả giả thông tin bên trong thế mà rất nhanh bị người tiếp nhận một chút có hoài nghi người còn cố ý đưa tin trở về điều tra tiền đại giả thân phận kết quả dò xét trở về đều là tiền vạn quán để cho người ta tán phát tin tức giả triệt để ngồi vững tiền ra hoàn toàn chính xác có tiền đại giả người này bởi vì lần này Yến hội náo động lên đại sự các công tử tiểu thư trong thời gian ngắn cũng mất hào hứng đoạn thời gian trước hàng đêm xanh ca, không ngừng tổ chức yến hội cũng ngừng lại. Mấy ngày nay đội tàu ngược lại là đều tăng tốc đi về phía trước, một đường dò xét hải đảo, tìm kiếm huyền phong. Thuyền lớn tốc độ rất nhanh, một là ven biển gió lay động, mà là dựa vào thần du cường giả nguyên lực công kích đẩy ngược lực tiến lên. Không ngừng tiến lên, hải yêu cũng càng ngày càng nhiều, các gia thần du cường giả thay phiên xuống biển, đánh giết đến gần hải yêu, hành trình cũng biến thành khẩn trương lên, càng không có khai yến hội tâm tình. Nhiều như vậy thần du cường giả, cho dù có tam giai đỉnh phong hải yêu, khẽ dựa gần cũng sẽ bị chém giết, sở dĩ một đường tiến lên coi như hữu kinh vô hiểm. Năm ngày thời gian, mọi người dòng dã dò xét mấy chục cái hải đảo, phát hiện một chút đặc thù linh dược, nhưng đều không có phát hiện huyền phong. Ngày thứ sáu giữa trưa, mọi người tại trong biển phát hiện hai cái huyền phong, cái này khiến toàn bộ người tinh thần chấn động, huyền phong xào huyệt khẳng định liền tại phụ cận. Lập tức toàn bộ thuyền lớn bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên, rất nhanh mọi người tại phủ cần tìm được một cái cửa đại hải đảo hải đảo này đoán chừng có nửa cái tinh vẫn đảo lớn như vậy trong đảo khẳng định cũng có yêu thú có lẽ có thể bên trên lục địa loại hình hải thú loại hình huyền phong tại hải đảo này bên trong khả năng cực lớn toàn bộ vào đảo điều tra thuyền lớn tập bờ thả neo ngoại trừ lưu thủ thuyền lớn mấy người bên ngoài tất cả công tử tiểu thư đều ma quyền sát trưởng dẫn người vào đảo vạn nhất huyền phong ngay tại trên hải đảo này nói không chừng cuối cùng sẽ phát sinh đại chiến cướp đoạt mật ong các gia tộc công tử tiểu thư tự nhiên không dám ở trên thuyền chờ tin tức. Các nàng không tại hiện trường, vạn nhất phát sinh xung đột, thủ hạ không dám khai chiến, mật ong bị người đoạt đi, chuyến này coi như đi không, các nàng tại hiện trường, ít nhất cũng có thể kiếm một chén canh không phải. Mấy trăm cường giả tràn vào hải đảo, đem hải đảo này lật ra một cái úp sấp, hải đảo bên trong mấy chục con yêu thú bị nhẹ nhõm chém giết, kết quả mọi người ngoại trừ tìm được một ít linh thảo ngoài ra không có thu hoạch, huyền phong cũng không tại trên hải đảo này dày vò một phen, tại đang lúc hoàng hôn mọi người về tới bờ biển. Hồng Nhật tại phía tây trên biển rơi xuống, chiếu rọi đến nước biển một mảnh đỏ thấm, thiên thượng dạng mây đỏ đầy trời, trên hải đảo cảnh sắc mê người, rất nhiều tiểu thư trên thuyền ngốc ngán, giờ phút này dứt khoát không trở về trên thuyền, tập hợp một chỗ thương nghị một phen, chuẩn bị làm một cái đống lửa yến hội. Lần này chủ sự yến hội là thần võ quốc công chúa Hạ Phi Ngư, chúng công tử tiểu thư trên thuyền khó chịu mấy ngày, tâm tình khó được buông lỏng, cũng toàn bộ vui vẻ phó ước. Tiền vạn quán bọn người tự nhiên tại danh sách mời, bất quá lần này không ai tự làm mất mặt. Tiêu thiên hồ lòng giả rất sâu, mặc dù trên yến hội rất ít nói chuyện, nhưng trên mặt không có nửa điểm dị sắc, để đi theo tiền vạn quán tiền đổi yến hội giang giật thấy âm thầm lắc đầu. Tiền vạn quán lần trước đại suất danh tiếng, lần này rõ ràng cao điệu rất nhiều, liên tục nâng chén cùng rất nhiều công tử tiểu thư đối ẩm. Hôm đó kiên cường, để mọi người đối cái này hèn hạ tiểu mập mạp thay đổi rất nhiều, không nói châm chọc khiêu khích, ngữ khí cũng khá rất nhiều, để tiền vạn quán tâm tình thật tốt. Các ngươi ăn, thủ hạ đi thuận tiện hạ, sang giật rất phiền loại này yến hội, nhìn thấy đám này tiểu thư run tao, một đám công tử quỳ liếm, cái này khiến hắn rất không thoải mái. Cái này yến hội xem tình huống còn muốn khai một canh giờ, hắn nhắm mắt làm ngơ, chuẩn bị chuồn đi. Tiền vạn quán vung tay lên, cũng mặc kệ hắn, sang giật trực tiếp rời đi bãi cát, chuẩn bị trở về thuyền lớn nghỉ ngơi, dù sao nếu là đã xảy ra chuyện gì, trong nháy mắt liền có thể đến. Bất quá, khi hắn xa xa nhìn thấy trên thuyền lớn, Chiến Lâm Nhi một người trên bong thuyền hóng gió lúc, lại trở nên đau đầu. Rất rõ ràng Chiến Lâm Nhi đang chờ hắn trở về, hắn con người nhất chuyển, mượn bóng đêm hướng bên cạnh chạy đi, cuối cùng tại bãi cát không xa một cái trên đá ngầm nghỉ ngơi. Xếp bằng ở trên đá ngầm, nơi xa mơ hồ truyền đến tiểu thư tiếng cười duyên, công tử ngẩn ra tiếng cười to, phía trước sóng biển vuốt đá ngầm, càng xa xôi trên biển một vòng minh nguyệt dâng lên. Giang giật vốn định tu luyện, nhìn thấy như thế bóng đêm cũng khó được buông lỏng, dứt khoát không tu luyện, lười biếng tựa ở trên đá ngầm, kinh ngạc nhìn qua phương xa. Hải bên kia đến cùng có cái gì đông hoàng đại lục đến cùng ở phương nào mẫu thân ngươi lại tại cái nào. Suy nghĩ của hắn rất nhanh trôi hướng phương xa, huyễn tưởng cái này phần cuối của biển bên kia đại lục, nghĩ đến y phiêu phiêu tấm kia tuyệt mỹ âm áp mặt. Ai, nhìn một hồi lâu, hắn u u thở dài, y phiêu phiêu hắn phải đi tìm, nhưng tô như tuyết nếu là không chịu bỏ qua con dân của nàng, hắn không yên lòng tô như tuyết một người tại thiên tinh đại lục, hắn lại thế nào đi tìm đông hoàng đại lục việc này hai đầu khó xử a à? Công tử vì sao một người ở đây thở dài, đúng lúc này, đá ngầm đằng sau đột nhiên vang lên một đạo yếu mềm thanh âm, đem giang giật suy nghĩ kéo lại, hắn trong con ngươi hàn quang lóe lên, ám đạo chính mình chủ quan, thế mà cho người ta tới gần còn không có phát giác. Hắn quay đầu nhìn một cái, đôi mắt lập tức sáng lên, phía trước trên bờ cắt một tên mặc váy trắng nữ tử chậm rãi đi tới, sáng trong ánh trăng chiếu rọi ở đây trên mặt người, càng làm cho nàng đẹp như thiên tiên. Bóng đêm chọc người, gió mát nhẹ nhẹ, ngày tốt cảnh đẹp, mỹ nhân như ngọc, gian giật giờ khắc này cũng là say. Đương nhiên, hắn rất thanh tỉnh nhanh, cũng không đứng dậy, chỉ là khóe môi vỉnh lên, ta mị cười nói, đại dã bái kiến lăng nguyệt công chúa, đại dã chỉ là một cái hạ nhân, đảm đương không nổi công tử hai chữ. Phốc phốc, lăng nguyệt công chúa tướng mạo rất đẹp, cùng lăng tuyết giống nhau đến mấy phần, bất quá càng lộ vẻ mấy phần mềm mại, mặt của nàng là trứng ngỗng hình, chân đặc biệt trường, lông mi cũng cong cong, cho người ta một loại sở sở động lòng người cảm giác. Nàng cười khúc khích về sau, tựa như giận tựa như cười nói ra, nào có người dạng này hạ nhân nhìn thấy bản công chúa thế mà không đứng dậy hành lễ các người tiền ra người tự một điểm không hiểu quy củ cùng lễ phép sao. Hắc hắc, giang giật tà tà cười một tiếng, vẫn là không đứng dậy, ngược lại trống lên một cái chân, cả lơ phất phơ nói ra, đại giã từ nhỏ đã là cô nhi, 10 tuổi bị tiền ra thu dưỡng, tính khí một mực rất quái lạ, công chúa Điện Hạ thấy nhiều lượng A. À. Cái này lăng nguyệt công chúa thế mà một người một mình đi tới, không có mang bất luận cái gì hộ vệ, còn nói rõ lấy đến đây vì hắn giang giật dùng cái mông suy nghĩ đều biết. Cái này lăng nguyệt nghĩ thay thanh long hoàng triều mời chào hắn, đã như vậy, hắn cần gì phải khách khí. Quả nhiên, lăng nguyệt giận giữ trừng giang giật một chút, lại càng lộ vẻ vũ nghị, nàng cũng không tức giận, ngược lại thản nhiên nói ra tiền đại giá bản công chúa muốn đi bên kia đi một chút, thực lực ngươi cao cường, tạm thời cho ngươi làm một lần hộ hoa sứ giả đi. Hộ hoa sứ giả, Giang giật lông mày nhíu lại, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, thân thể lại không động, ngược lại chế nhạo nói ra, trời tối người yên, cô nam quả nữ, công chúa không sợ ta cái này hộ hoa sứ giả, đột nhiên biến thân làm sắc bên trong cuồng ma sao. chương 413, quỷ còn hơn cả sắc quỷ. Giang giật đối lăng nguyệt công chúa ấn tượng một mực không tốt, không chỉ là nàng, lăng ra các vị hoàng tử cùng một cái khác công chúa hắn đều rất chán ghét. Yêu hậu xuất lính đại quân yêu thú tiến công thiên tinh thành lúc, đám này hoàng tử công chúa đều thật sớm chạy trốn, chỉ để lại lăng tuyết một người cùng thiên tinh thành chết theo. Mặc dù bởi vì song phương đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, hắn cùng lăng tuyết cuối cùng trở thành địch nhân, nhưng giang giật nội tâm vẫn là rất khâm phục nàng. Một cái nhược nữ tử độc lập trèo chống thanh long hoàng triều, còn để hoàng triều thanh thế đại thắng lúc trước, lăng tuyết công chúa không hổ là lão hoàng đế hận hắn không phải thân nam nhi kỳ nữ. Lăng tuyết năm đó cũng sắc dụ hắn, nhưng không thành công giờ phút này lăng nguyệt lại tới đây một chiêu giang giật đương nhiên sẽ không mắc lừa sở dĩ rất là thô lỗ đe dọa cái này công chúa hắn thực lực cường đại nếu thật là mạnh lên lăng nguyệt thuận tay giết chết ném vào trong biển rộng người nhà họ lăng liền thi thể sợ là cũng không tìm tới lăng nguyệt quả nhiên biến sắc thân thể mềm mại khẽ run trong mắt đẹp hiện lên một vẻ bối rối để giang giật có chút ngoài ý muốn chính là nàng thế mà rất nhanh khôi phục bình tĩnh thản nhiên hướng phía trước đi vài bước ngoái nhìn cười nói, Lăng Nguyệt từ nhỏ đã rất biết tướng nhân, đại giả quả quyết không phải là người như vậy đấy. Nhìn thấy Lăng Nguyệt một người thản nhiên hướng phía trước đi đến, Giang giật nhún vai, dù sao vô sự, tự nhìn xem cái này công chúa muốn chơi hoa chiêu gì đi. Hai người dọc theo bờ biển một đường hướng phía trước đi đến, một trước một sau, Lăng Nguyệt công chúa cũng mặc kệ Giang giật, một người chậm rãi tiến lên. Tóc xanh tại trong gió nhẹ phiêu động, truyền đến nhàn nhạt, nhạt mùi thơm, chân của nàng rất dài, bờ mông cũng rất tròn vỉnh lên, phần lưng đường cong uyển chuyển vô cùng, từ nhỏ tại hoàng gia dưỡng thành khí chất quý tộc, cũng rất là hấp dẫn nam nhân. Giang giật bị nàng hấp dẫn, ánh mắt tứ không kiên sờ tại nàng phía sau lưng bờ mông quét tới quét lui, mang tới bách biến mặt nạ, hóa thân thành một người khác, giang giật nội tâm ma tính tựa hồ cũng phát tác, giờ phút này bộ dáng trở nên phá lệ tà ác, tà khí lẫm nhiên. Trong cổ ngữ có câu nói nói rất hay, người một nửa là thiên sứ một nửa là ác ma, rất nhiều cùng hung cực ác người, kỳ thật nội tâm cũng có hiền lành một mặt, tỉ như hắn có thể đổ sát toàn thành người, rất có thể sẽ đối với một đứa bé thủ hạ lưu tình. Rất nhiều cả một đời thiện lương đàng hoàng người, nội tâm cũng sẽ ẩn núp lệ khí, một khi phát tác thời điểm, sẽ biến thành ác ma, làm ra chính mình cũng chuyện không nghĩ tới. Giang giật giờ phút này tựa như biến thành người khác, trong khoảng thời gian này một mực tại ngụy trang, hắn tựa hồ lắp đặt nghiện. Dù sao nơi này đại đa số đều là địch nhân của hắn, chơi như thế nào cũng sẽ không có tâm lý gánh vác, ngẫu nhiên hóa thân một ác ma cũng không tệ, có thể phát tiết một chút nội tâm kiềm chế nhiều năm lệ khí. Lăng Nguyệt công chúa càng chạy càng khó chịu, mặc dù nàng coi như có chút lòng dạ, nhưng nói thế nào đều là một cái hoa cúc khuê nữ, bị một cái nam nhân như thế nhìn chằm chằm, luôn luôn không tự tại. Lần nữa đi hơn 10 trượng, tại một mảnh trên đồng cỏ, Lăng Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn qua Giang giật nói, tiền đại giã, bản công chúa đẹp không? Giang giật sướng sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng, sờ lên cái mũi, nhếch miệng cười nói, đẹp mắt. Lam Nguyệt công chúa đôi mắt sáng lên, giang giật sờ cái mũi, còn có nhếch miệng cười một tiếng động tác, nàng dị thường nhìn quen mắt. Đây là giang giật thói quen, Lam Nguyệt tại Thanh Long Hoàng Triều gặp qua mấy lần giang giật, lúc đầu hình thể tự nhìn rất quen mắt, giờ phút này càng thêm hoài nghi. Nàng nhìn kỹ giang giật hai mắt, đột nhiên hướng hắn đi vài bước, cười đến cùng một cái như hồ ly nhẹ giọng nói ra, tiền đại giã, bản công chúa chỗ nào dễ nhìn ta cùng tỷ tỷ của ta lang tuyết, ai càng đẹp mắt một chút. Không được, Giang giật cũng biết vừa rồi chính mình tự động động tác, dẫn tới cái này lăng nguyệt hoài nghi, nàng nâng lên lăng tuyết nói rõ là nghĩ thăm dò, nghĩ nhìn kỹ ánh mắt của hắn, nhìn xem có thể hay không tìm ra một tia dấu vết để lại. Hắn đương nhiên sẽ không cho lăng nguyệt cơ hội này, hắn nhắm mắt lại, cái mũi hít một hơi thật sâu, mặt mũi tràn đầy say mê biểu lộ, lúc này mới lộ ra dâm tả ánh mắt khác hẳn nhìn chằm chằm nàng, nói, lăng tuyết điện hạ ta chưa thấy qua, bất quá nghĩ vậy mà lăng nguyệt công chúa càng đẹp mắt một chút, lăng nguyệt công chúa cái mông, là ta đã thấy đẹp mắt nhất cái mông. Phi, Lăng Nguyệt biến sắc, giận tím mặt, giang giật cư nhiên như thế thô lỗ như thế bất nhã lớn mật như thế nàng ngàn cân thân thể, há lại cho khinh nhờn siêu cấp thế gia công tử, coi như tiêu thiên hồ cũng không dám như thế mạo phạm nàng, cái này tiền ra hạ nhân ăn gan báo. Bất quá giờ khắc này nàng ngược lại là kinh nghi bất định, Lăng Tuyết sắc dụ giang giật sự tình nàng biết rõ. Lăng Tuyết khí chất nàng tự nhận không bằng, giang giật đều bất phi sở động, như vậy hắn người này khẳng định không háo sắc. Trước mắt cái này nam tử thế nhưng là chạy theo làm, đến ngôn ngữ, thần sắc, thậm chí trong khung đều lộ ra dâm tả khí tức, làm sao có thể là giang giật. Thật can đảm, nàng gương mặt xinh đẹp phát lạnh, mặt lạnh khiển trách tiền đại giã, người quá làm càn, người có biết. Giống như bản công chúa hô to một tiếng, nói người phi lễ với ta, tin hay không người ngay lập tức sẽ chết đến loạn đau phía dưới. Công chúa thứ tội, giang giật nhún vai, không thèm để ý chút nào nói ra, bản nhân từ nhỏ là cô nhi, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, tiền ra thu dưỡng ta về sau vẫn luôn tại tiềm tu lần này mới theo thiếu tộc trưởng ra rất nhiều thứ không hiểu nếu là mạo phạm công chúa ngươi thông cảm nhiều hơn mà lại đại giã là thật tâm ca ngợi ngươi đây công chúa là dáng rất đẹp xì si, lang nguyệt khuôn mặt đỏ lên nàng muốn hô đã sớm hô vừa rồi chỉ là cảm giác thật mất mặt mà thôi giang giật nói như vậy nàng có bậc thang hạ cũng liền không truy cứu nữa mà lại hôm nay nàng thế nhưng là có mục đích riêng nếu không cũng sẽ không lẻ loi một mình Cùng giang giật cái này hạ nhân cô nam quả nữ đi ở nơi này. Thanh long hoàng Triều không thiếu cường giả, các nàng có một đầu to lớn thần mạch, móc ra rất nhiều thiên thạch, thần du đỉnh phong cường giả sáng tạo ra rất nhiều. Nhưng lăng ra rất thiếu kim cương cường giả, lăng ra lão tổ tông vốn là thọ nguyên không nhiều, lần trước cho yêu hậu đập một trường, thể cốt càng là càng ngày càng kém, ai cũng không biết lúc nào liền sẽ đi. Giang giật nhìn từ bề ngoài chỉ có ngoài 30, thực lực có thể thắng được cả mộ thiên địa đạo văn tiêu minh, có thể nói rất có tiền đồ, rất có thể hội đột phá kim cương cảnh, Lăng Nguyệt lúc này mới không để ý đến thân phận, tự mình hạ mình đến mời chào giang giật. Cho nên nàng dừng một chút, đôi mắt đẹp nhất chuyển, ánh mắt lộ ra vẻ thẹn thùng, ánh mắt tựa như vô tình nếu có tình hướng giang giật nhìn lướt qua nói, tiền đại giã, người rất thích bản công chúa sao. Đến rồi, giang giật nội tâm thở dài, mặt ngoài lại làm ra một bộ quỷ còn hơn cả sắc quỷ dáng vẻ, trọng trọng gật đầu nói, công chúa đẹp như tiên nữ, là cái nam nhân đều thích, Công chúa là đại giả thấy qua nữ tử xinh đẹp nhất, tự nhiên thích. Ha ha, Lan Nguyệt cười nhạt một tiếng, khôi phục ung dung hoa quý khí chất, có chút ngạo nghễ nói ra, tiền đại giá, mặc dù ngươi là một cái hạ nhân, nhưng anh hùng không hỏi xuất xứ, bản công chúa tự cho ngươi cơ hội này. Chỉ cần ngươi, gia nhập chúng ta thanh long Hoàng Triều, bản công chúa tự cho ngươi truy cầu cơ hội của ta, giống như ngươi có thể tận tâm tận lực cho Hoàng Triều làm việc, bản công chúa hội thận trọng cân nhắc gả cho ngươi. Lại là gả cho. Giang giật bó tay rồi, hắn hận nhất gả cho hai cái từ, những này công chúa tiểu thư, luôn luôn cho là mình hơn người một bậc, cho dù là tới lôi kéo sắc dụ, cũng là một bộ cao cao tại thượng ngữ khí. Tô như tuyết năm đó cũng là công chúa, vẫn là tô gia xinh đẹp nhất, thiên tư tốt nhất công chúa, nhưng nàng cho tới bây giờ ỷ vào thân phận mình, giang giật năm đó chẳng phải là cái gì, cuối cùng còn không phải yêu nhau mến nhau. Sở dĩ giang giật nội tâm có chút nén giận, cũng không muốn tiếp tục bồi cái này công chúa chơi tiếp tục, ánh mắt của hắn tứ không kiêng sợ tại lăng nguyệt bộ ngực đầy đặn quét tới quét lui đột nhiên đưa tới u u nói ra công chúa muốn cho ta là hoàng triều hiệu lực sang giật vô lệ ánh mắt để lăng nguyệt rất buồn nôn nhưng giờ này khác này cũng không thể cố nén gật đầu nói đại giá, ngươi như thế thiên tư ở tại nho nhỏ tiền ra quá khuất tài hoàng thất mới có thể cho ngươi một cái càng lớn sân khấu ngươi cũng có thể được càng nhiều tỉ như ta tốt sang giật cười trùng điệp gật đầu nhưng hắn đột nhiên dị thường vô lễ đem mặt tiến tới Lăng Nguyệt bên tai, nhẹ giọng nói ra chỉ cần công chúa tại cái này cùng ta. Làm một pháo, ta tự gia nhập hoàng thất, như thế nào? chương 414, tốt vết sẹo quên đau. Làm một pháo, câu nói này rất có nội hàm, đến mức Lăng Nguyệt ngay từ đầu không có kịp phản ứng, loại này trong phố xá lưu manh lời nói, Lăng Nguyệt xuất thân hoàng thất làm sao lại hiểu. Bất quá Lăng Nguyệt cực kỳ thông minh, theo giang giật ngữ khí cùng thần sắc suy đoán ra lời này ý tứ, nàng lập tức nổi giận khó nhịn, trong tay cổ thần nguyên giới lóe lên, một cái màu trắng loáng trường kiếm xuất hiện, đối giang giật đột nhiên đâm xuống, trên mặt đều là sát khí, khẽ kêu không ngừng, ngươi cái này kẻ xấu xa, bản công chúa muốn giết ngươi, giết ngươi. Hưu, giang giật thực lực cỡ nào cường đại làm sao lại để cái này lăng nguyệt đâm chúng, trên người hắn nhất chuyển, một tay như thiểm điện bắt lấy lăng nguyệt mánh khóe, nhẹ nhàng uốn éo, lăng nguyệt bị đau trường kiếm rơi địa phương. Hắn lấn người hướng phía trước hai bước, một cái tay khác nhẹ nhóm ôm lăng nguyệt eo, trên mặt đều là cười lạnh nói: "Thế nào Lăng Nguyệt công chúa không phải mới vừa nói, chỉ cần ta chịu vì hoàng triều hiệu lực, liền có thể đạt được ngươi sao ta nguyện ý cho hoàng triều hiệu lực, vì sao ngươi lại suốt nghĩ phản nghĩ?" Lăng Nguyệt tay tựa như bị một cái kìm sắt chế trụ, thân eo cũng bị một cái khác cường tráng hữu lực tay ôm lại, cả người cùng giang giật thân thể dán sát vào, phía dưới còn bị một cái vật cứng rắn đứng vững, nàng thân thể tựa như đều như sấm kích, hốt hoảng chuẩn bị hô to, gọi mình hộ vệ cứu mạng suy suy nhưng mà đúng lúc này giang giật một cái tay đột nhiên ở sau lưng nàng váy xé ra trực tiếp đem nàng phía sau lưng đến bờ mông váy xé rách lộ ra một mảnh trắng bóng phía sau lưng cùng nửa bên bờ mông giang giật âm lãnh thanh âm vang lên công chúa điện hạ tốt nhất đừng kêu nếu không nói không chừng ta sẽ đem ngươi toàn thân y phục đều xé nát đến lúc đó ngươi vừa gọi toàn bộ người bị kinh động công chúa ngọc thể coi như được mọi người thấy hết a à, lan nguyệt vừa định kêu to lập tức im bặt mà dừng trong mắt nàng đều là hoảng sợ cùng bối rối nghĩ đến toàn thân mình bị tất cả mọi người nhìn hết nàng về sau còn thế nào gặp người làm sao lấy chồng sợ là đời này chỉ có chết già trong cung cái này so giết nàng còn khó chịu hơn nàng tự nhiên bị hù dọa không dám kêu cứu lúc này mới ngoan mà giang giật cười hắc hắc một tay tại nàng như ngọc trên lưng lướt qua chật chật cảm khái nói công chúa làn da thật tốt như là dương Chi ngọc hoàng gia lớn lên nữ tử liền là khác biệt a à. tiền đại dã bản công chúa không giết người thể không làm người. lang Nguyệt trong mắt đều là khuất nhục, nhưng cố không khóc ra, nàng cực lực uốn éo người chỉ muốn thoát khỏi giang giật, trong mắt đều là oán độc, âm tàn nhìn chằm chằm giang giật nói, hôm nay ngươi làm nhục ta như vậy, bản công chúa nhất định báo cáo tỷ tỷ, đưa ngươi. Không, đem các người tiền ra toàn bộ giết sạch, ha ha, giang giật nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt ánh mắt đều là đáng thương, đây cũng là một cái A, à, rơi vào trong tay hắn thế mà còn dám uy hiếp hắn, thậm chí còn muốn đem tiền ra chém tận giết tuyệt, nữ nhân này quá độc ác. Giờ khắc này, nội tâm của hắn lệ khí bị kích phát ra đến, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, một tay trực tiếp đem lăng nguyệt phía sau lưng treo váy dài toàn bộ xé nát, để nàng kia tròn vào cái mông, cùng hai đầu thon dài đùi ngọc hoàn toàn bại lộ trong gió. Tay của hắn còn không chút khách khí tại lăng nguyệt trên cặp mông sờ soạc, tùy ý nhào nặn, đồng thời hắn không ngừng cười lạnh nói, người có gan gọi người đến giết ta, người gọi A, hô người A, làm cho tất cả mọi người tới xem một chút, công chúa điện hạ của chúng ta xinh đẹp cái mông. Ngươi, lăng nguyệt cả người đều muốn giận điên lên, nữ tử trọng yếu nhất tự ẩn bộ vị, thế mà bị giang giật tùy ý nhào nặn, đằng sau còn cảm giác mát lạnh, toàn bộ bại lộ trên không chung, nàng kém chút đều muốn tức giận đến ngất đi. Nàng rất muốn kêu to, rất muốn gọi người tới đem giang giật xé thành mảnh nhỏ, nhưng cuối cùng lý tính vẫn là chiếm cứ nhục nhã, nàng cắn bối môi, thật sâu ít mấy hơi, cố giả bộ chấn định nói, tiền đại giá, dừng tay, ngươi quay đầu còn kịp, nếu không bản công chúa thật gọi người, cùng lắm thì cá chết lưới rách, việc này một khi truyền ra, các ngươi tiền ra tuyệt đối một con đường chết. Còn dám uy hiếp, Giang giật trong mắt lạnh ý lóe lên, hắn cuộc đời hận nhất uy hiếp, mà lại thanh long hoàng triều hay là hắn địch nhân, coi như triệt để đắc tội thanh long hoàng triều thì thế nào chọc tới hắn, đem lần này bọn hắn phái tới người cho hết xử lý chính là. Còn như, tiền ra, hắn càng là không lo lắng, cùng lắm thì để tiền ra toàn bộ di chuyển đi thiên huyền quốc, tiền gia sinh ý trải rộng thiên hạ, coi như đi nhận chức gì một quốc gia đều không có khác nhau. Sở dĩ hắn có chút tứ không kiên sợ, một cái tay cũng như thiểm điện tại lăng nguyệt trước ngực áo bảo đột nhiên một chảo, đưa nàng trước ngực váy trắng phá tan thành từng mảnh, lộ ra một mảnh trắng bóng mỹ hảo, hắn một tay nắm chặt một đoàn mỹ hảo, tùy ý thưởng thức, ánh mắt nhìn chằm chằm lăng nguyệt quát lạnh nói, muốn ca chết lưới rách tốt ha, à, tạt tiền đại giá tiện mệnh một đầu, chết không có gì đáng tiếc, công chúa ngọc thể chân quý, bị một đám người thấy hết, sợ là cũng không mặt mũi sông A một mạng đổi một mạng rất có lời. Người hô người A, người hô không hô không gọi ta giúp người hô. Oanh, Lăng Nguyệt trong đầu tựa như bị xét đánh, triệt để bị hù dọa, nàng chưa từng gặp qua như thế không muốn mạng cuồng đồ. Giờ phút này nàng một thân váy xòe cơ hồ bị xé rách, chỉ còn lại mấy khối vải rách mang theo, gần như lộ ra trọn vẹn. Nghĩ đến một hô toàn bộ người chen chúc mà đến, bao quát rất nhiều gia tộc hạ nhân, đều có thể đem thân thể mình cho nhìn hết, kia nàng thật đúng là không mặt mũi sống. Nàng nhìn thấy Giang giật há mồm liền muốn hô to, lập tức cuống lên, vội vàng thấp giọng cầu khẩn nói, khác đừng hô, khác đừng hô, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, ta cũng sẽ không tìm các ngươi tiền ra phiền phức, ta chỉ cầu ngươi thả ta, ta điều kiện gì đều đáp ứng ngươi. Hừ, Giang giật đương nhiên sẽ không hô, hắn đã sớm nhìn thấu cái này lăng nguyệt công chúa, đồng dạng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nàng cùng lăng tuyết lại là cách nhau một trời một vực, hôm nay nếu là lăng tuyết sợ là đã sớm tự sát giữ gìn tôn nghiêm lăng nguyệt tại đại quân yêu thú đột kích lúc cùng chúng hoàng tử chạy cũng có thể nhìn ra nàng là cỡ nào người sợ chết sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế giang giật rút về hai tay thế mà thả lăng nguyệt hắn cười lạnh nói thế giới này rất công bằng đã ngươi nghĩ xác dụ ta để cho ta thay nhà các người bán mạng kia đã sớm hẳn là có sai lầm thân chuẩn bị vừa nghĩ mời chào ta lại không thế nào chịu trả giá chỉ muốn bằng vào mấy câu lừa phỉnh ta đi bán mạng trên đời này nào có chuyện tốt như vậy công chúa tại người trong thiên hạ trong mắt, thần thánh không thể xâm phạm, tại ta tiền đại giã trong mắt lại chả là cái cóc khô gì, người cút đi, nhớ kỹ người mới vừa nói. Giang giật đột nhiên thả nàng, để Lăng Nguyệt rất là kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Giang giật hội thừa cơ bức hiếp nàng, mạnh lên nàng. Dù sao hôm nay loại tình huống này, coi như mạnh lên nàng, sau đó nàng cũng khẳng định không dám lộ ra. Bất quá thoát ly miệng hổ, nàng tự nhiên lập tức từ cứu, nàng vội vàng theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra một bộ váy xòe, luống cuống tay chân mặc vào, sau khi mặc tử tế lập tức hướng nơi xa chạy như bay, há mồm liền muốn vô to. Hưu, sau lưng một thân ảnh, như u linh vào tới, một cái tay như thiểm điện nắm cổ của nàng, một đạo lạnh lẽo như hàn phong thanh âm vang lên, lăng nguyệt điện hạ, xem ra ngươi là tốt vết sẹo quên đau lời mới vừa nói đều là đánh giám ngươi thật đúng là cho là ta không dám mạnh lên ngươi. TT, tê tê, một đảo áo bảo vỡ vụn thanh âm vang lên, lang nguyệt phía sau váy xòe lại bị xé rách, kia hai bên xinh đẹp bờ mông lần nữa bại lộ tại trong gió đêm, sáng trong ánh trăng chiếu rọi phía dưới, lộ ra vô cùng mê người. Chương 415, không bằng cầm thú. Ô ô, lang nguyệt rất muốn lớn tiếng kêu sợ hãi, kêu cứu. Nhưng cổ bị nắm, đều muốn tắt thở, còn thế nào có thể để được đi ra gian giật giờ khắc này mặc dù không có thoải mái sát lục chân ý nhưng trong cơn giận dữ, trên thân bản năng sát khí cũng làm cho Lăng Nguyệt như rớt vào hầm băng. Hắn giết qua quá nhiều người, sát khí trên người chi khủng bố, đừng nói Lăng Nguyệt loại này trong hoàng thất lớn lên đóa hoa, sợ là trong tay nhiễm qua huyết võ giả đều muốn bị chấn trụ a. À. Giang giật cũng đích thật là nổi giận, cái này Lăng Nguyệt vô duyên vô cớ đến trêu chọc hắn, nghĩ mời chào hắn, lại đùa tay không bắt sói trò xiếc, Giang giật đùa thoáng cái nàng cũng không tính quá phận, chỉ ít hắn không có thật nghĩ tới xâm phạm nàng, không nghĩ tới cuối cùng giờ khắc này, hắn thả nàng, nàng quay đầu liền trở mặt, muốn hô người giết hắn. Hắn cũng không e ngại thân phận lộ ra ánh sáng, chỉ là bộc quang, cái này tầm bảo khẳng định tìm không được nữa, có hắn tại ai còn dám đi tìm bảo nói không chừng sẽ còn dẫn tới kim cương cường giả âm thầm ra tay, sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn bại lộ thân phận. Đã như vậy, như vậy hắn chỉ có hai con đường có thể đi, thứ nhất sát lăng nguyệt, ném vào đáy biển, thi thể thoáng cái liền sẽ bị hải yêu nuốt bất quá dạng này có chút mạo hiểm, dù sao lăng ra người đều biết rõ lăng nguyệt tới tìm hắn. Biện pháp thứ hai, liền là để lăng nguyệt ngậm miệng, triệt để đem nàng hù dọa, không để cho nàng dám đem gọi người, không dám đem chuyện ngày hôm nay công bố tại chúng. Giang giật lựa chọn là loại thứ hai, trên người hắn sát khí tiếp tục bao phủ lăng nguyệt, để nàng cả người đều sợ hãi đến run lẩy bẩy, coi là giang giật thật sẽ giết nàng, hoặc là mạnh lên nàng, dù sao giờ phút này phía sau nàng thế nhưng là một mảnh trơn bóng, cái gì đều bại lộ tại Giang giật trước mặt. Cha cha, Giang giật cảm khái vài tiếng, một cái tay tại Lăng Nguyệt tròn vo trên cặp mông đập mấy lần, phát ra ba ba thanh thúy thanh âm, Lăng Nguyệt cái mông rất có dự đoán, đập lúc lại run lên một cái, còn có thể thấy rõ năm cái rõ ràng thủ trưởng ấn, rất là mê người. Giang giật một cái tay nắm Lăng Nguyệt cổ, một cái tay có tiết tấu đập cái mông của nàng, không nói câu nào, chỉ là thỉnh thoảng phát ra chật chật thanh âm, tựa như một cái xác bên trong cuồng ma, để Lăng Nguyệt kém chút hỏng mất. Hắc hắc, giang giật tay đột nhiên hướng phía trước dùng sức để lăng nguyệt thân thể cong lên bờ mông thì thật cao nhếch lên đồng thời thân thể của hắn trầm xuống mặt vừa vặn đối lăng nguyệt bờ mông để phía sau của nàng hoàn toàn bại lộ tại trong tầm mắt của hắn a à, lăng nguyệt mặc dù không thể động không nhìn thấy tình huống ở phía sau nhưng giang giật ngồi xuống nàng vẫn có thể cảm nhận được mà lại giang giật miệng mũi phun ra nhiệt khí cũng đúng lúc phun đến nàng cái mông cùng câu cỗ ở giữa nàng liền xem như cái mù lòa cũng có thể biết rõ giờ phút này Giang Giật đang nhìn cái gì? Nghĩ đến chính mình nhất thư mật địa phương, giờ phút này đang bị một đôi mắt tứ không kiêng sợ liếc nhìn, Lăng Nguyệt muốn tự tử đều có, ngượng ngùng, khuất nhục, sợ hãi, luống cuống, các loại cảm xúc đan vào một chỗ, Giang Giật giờ khắc này ở Lăng Nguyệt trong lòng, cùng một ác ma không khác. Cha cha, cha cha, Giang Giật thỉnh thoảng lại cảm khái hai tiếng, cũng không thấy bất kỳ cử động nào, liền là chừng chừng nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt bờ mông quan sát. Chọn vẹn nhìn nửa nén hương thời gian, tại Lăng Nguyệt cả người đều sụi lơ xuống dưới, tinh thần đã đến sụp đổ cực hạn lúc, hắn mới buông ra Lăng Nguyệt, một tay lấy nàng đẩy trên mặt đất, ánh mắt chế nhạo nhìn qua nàng công chúa điện hạ, ngươi còn muốn hô người sao còn muốn giết ta sao? Không, không hô, không giết ngươi, cầu ngươi thả qua ta, ta sai rồi, sai. Lăng Nguyệt thân thể co quắp tại trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám, trên mặt đều là nước mắt, nàng liều mạng lắc đầu, không ngừng lầm bầm, buông tha ta, buông tha ta được không ta cũng không dám nữa, cũng không dám lại đối phó ngươi. Lúc này mới ngoan mà, Giang giật đưa tay tại Lăng Nguyệt gương mặt bên trên nhéo nhéo, khẽ mỉm cười nói tốt, mặc vào quần áo trở về đi, ta người này rất giảng đạo lý, chỉ cần không chọc đến ta, ta chưa từng gây chuyện, đương nhiên ngươi muốn tiếp tục đùa chơi chết ta, ta cam đoan để ngươi sống không bằng chết. Ừm ừm, Lăng Nguyệt gà con mổ thóc gật đầu, Giang giật giờ khắc này ở cười, nhưng nàng cảm giác so ác ma còn kinh khủng hơn, sợ là cái này đều rất khó thoát khỏi tối nay sợ hãi. Nàng lần nữa thủ hoàng cước loạn đổi một thân váy xòe, lần này cũng không dám chạy trốn, chỉ là rụt rè nhìn qua giang giật, tựa hồ đang chờ đợi hắn hạ lệnh. Đi thôi, nhớ kỹ, về sau không nên hơi một tí bắt người công chúa thân phận đè người. Phải biết, thế giới này rất nhiều người đều cũng không sợ chết. Giang giật mỉm cười phất phất tay, thần tình kia tựa như tại tiến biệt một cái hảo hiếu, tại lăng nguyệt quay người rời đi thời điểm, hắn lần nữa u u nói ra, lăng nguyệt công chúa, ta hy vọng tối nay sự tình trời biết đất biết người biết ta biết, ta cam đoan sẽ không truyền đi, hy vọng người cũng giữ bí mật. Đương nhiên, giống như người muốn báo thù ta, tốt nhất có vạn toàn kế hoạch, có thể bảo chứng đem ta giết chết, nếu không chỉ cần ta không chết, sẽ đem tối nay sự tình truyền khắp thiên hạ, ân. Công chúa bên trái trên mông ba cái kia hoa mai nốt ruồi, thật rất xinh đẹp. Bịch, lăng nguyệt công chúa chân mềm nhún, té ngã trên đất, nàng muốn khóc đều khóc không được, nàng bên trái bờ mông thật sự có ba viên hoa mai nốt ruồi, việc này nếu là truyền khắp thiên hạ, nàng không nói không mặt mũi sống trên thế giới này, ít nhất là không gả ra được. Ngẫm lại đêm tân hôn, nàng tân lang tràn đầy phấn khởi giải khai quần áo của nàng, kết quả nhìn thấy kia ba viên hoa mai nốt ruồi, nghĩ đến dân gian truyền ngôn, cái này động phòng sợ là không có cách nào động. Tê tê, lang nguyệt thật sâu ít mấy hơi, xoa xoa nước mắt trên mặt, quay đầu nhìn giang giật một chút, cắn răng hướng nơi xa đi đến, nàng không còn có la lên. Thậm chí giờ phút này nội tâm cũng không dám có trả thù chi tâm, nàng chỉ muốn rời đi ác ma này xa xa, cái này đều không muốn nhìn thấy hắn, tối nay cũng nhất định vĩnh viễn lưu tại trí nhớ của nàng, biến thành nàng ác mộng. Ta có phải hay không quá tạ ác, nhìn qua Lăng Nguyệt bóng lưng biến mất ở phương xa, Giang giật sờ lên cái mũi. Mặc dù Lăng Nguyệt là địch nhân, lần này cũng là nàng chủ động kiếm chuyện, nhưng hắn vẫn là cảm giác có chút không tự tại. Hắn tự chủ một mực không tính tranh lệch, nếu không vừa rồi tình cảnh như thế, sợ là đổi lại những người khác nhất định sẽ được cái này công chúa, có thể đem một cái hoàng triều công chúa đặt ở dưới thân, đây cũng là một kiện rất thoải mái sự tình. Giang giật theo cho là mình là người tốt, nhưng đáy lòng vẫn là có mấy đầu nguyên tắc, tỉ như tuyệt không giết bình dân, không ngược sát lão nhân nữ tử hài đồng, không mạnh hơn nữ tử. Giang Vân Hải cũng từng dạy qua hắn, người có thể phá hư, nhưng nhất định phải có điểm mấu chốt, nếu không vậy thì không phải là người, là cầm thú. Tối nay hành vi của ta, hẳn là tính được là cầm thú A. Giang giật móc móc lỗ tai, lập tức cười một tiếng nói sai, theo vạn quán thuyết pháp, ta hẳn là không bằng cầm thú, suy nghĩ lung tung một trận, giang giật lặng yên chạy về thuyền lớn, bong tàu bên trên chiến lâm nhị uyển chuyển thân ảnh đã biến mất không thấy, hiển nhiên là trở về đi ngủ. Phía dưới trên bờ cát, đống lửa chính vượng, tiểu thư phóng đáng hình hài tiếng cười duyên, bọn công tử hào khí vượt mây ngẩn ra tiếng cười thỉnh thoảng truyền đến, xem ra cái này đống lửa yến hội còn muốn khai một hồi. Đi ngủ, nhìn mấy lần, Giang giật quay người chuẩn bị trở về phòng, nhưng ở hắn mới vừa đi tới cửa khoang thuyền khẩu lúc, nội tâm đột nhiên cảm thấy một tia rung động, hắn bốn mắt quét qua, thần thức trong nháy mắt nhô ra, rất nhanh sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. "Ô ô, nơi xa một chút thần du cường giả cũng phản ứng lại, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía phía bắc, mấy người lớn tiếng quát lớn, bảo hộ công tử tiểu thư, có số lớn huyền phong đột kích, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu." Chương 416, ai cản ta thì phải chết. Tối nay mặt trăng cũng không phải là rất tròn, tia sáng cũng không phải rất đủ có chút mông mông lung, đương nhiên dạng này tia sáng là mập mờ tán tỉnh thang, ước hội tốt nhất canh giờ. Giờ khắc này, vốn là không sáng ánh trăng lại đều bị che đậy, bầu trời bất chi bất giác bay tới một đóa mây đen, cái này mây đen còn có ong ong rất nhỏ tiếng vang. Mây đen bay tới rất nhanh, chỉ là trong chốc lát tựu che đậy bầu trời, tiếp lấy bầu trời hạ xuống mưa đen, phô thiên cái địa màu đen độc thứ mà xuống, đem phía dưới một phiến thiên địa bao trùm xuống dưới. a à, phía dưới đã sớm loạn thành nhất đoàn hỏng bét, những cái kia kiều sinh quán dưỡng bọn công tử sắc mặt đều rất là ngưng trọng, các tiểu thư lại thất kinh, nhìn thấy đầy trời độc thứ hoảng sợ kêu to, huyền phong tới quá nhanh, đến mức đám này tiểu thư cũng không kịp rút lui đến an toàn địa phương. Suy suy, mấy trăm đạo nguyên lực công kích phát sáng lên, một sát na này ở giữa cái này một khoảng trời đều lóe sáng đến trướng mắt, đủ mọi màu sắc các loại nguyên lực công kích mà lên, cùng đầy trời rơi xuống độc thứ nghênh nhưng mà bên trên. Phanh phanh phanh, giữa không trung phát ra đạo đạo bạo tạc, rất nhiều độc thứ bị xoắn thành bột mịn, cũng có rất nhiều độc thứ bị tạc đến bay đầy trời, càng có độc thứ bắn ngược mà quay về hướng bầu trời bên trong huyền phong gào thét mà đi, cũng có cường đại võ giả nguyên lực công kích, xông qua khắp thiên độc đâm tới bên trong bầu trời lít nha lít nhít, như châu chấu quần huyền phong. Công chúa, ngồi xuống, tiểu thư, đừng có chạy lung tung, thiếu ra, nhanh đi buồng nhỏ trên tàu, phía dưới không ngừng truyền đến tiếng hét lớn, còn có rất nhiều tiểu thư tiếng thét chói tai cùng huyền phong ong ong âm thanh, hình thành một bức rất đặc biệt hình tượng. Giang giật đứng tại trong khoang thuyền, có chút bất đắc dĩ, có chút thở dài. Khó trách các đại gia tộc muốn phái các nàng ra lịch luyện, tư chất như vậy, về sau làm sao thống soái các gia tộc. Vù vù, tiền vạn quán bị một tên thần du cường giả tối đỉnh mang theo, chiến vô song cùng vân phỉ cũng các tự tại người dưới hộ vệ về tới thuyền lớn, chiến vô song ánh mắt quét qua, nhìn thấy chiến lâm như thế mà không ở trên thuyền này lập tức khẩn trương, đối một lão giả quát, phong lão, nhanh đi đem tiểu thư mang tới huyền phong nhiều lắm, nhất định phải tụ tập cùng một chỗ chạy khỏi nơi này. Xuy suy buồng nhỏ trên tàu bốn phía thần du hộ vệ không ngừng bắn ra nguyên lực công kích, đem đỉnh đầu kia một khoảng trời đều bao phủ đi vào. Mặc dù như thế, đồng dạng có mấy cây độc thứ mà xuống, nện ở buồng nhỏ trên tàu đỉnh chóp bành bành vang. Thuyền này khoang thuyền đỉnh chóp hiển nhiên dùng đặc thù huyền thiết đúc kim loại mà thành, nếu không sớm đã bị bắn thủng. Thiếu ra, các người trước trốn, ta đi mang lâm nhi tiểu thư tới. Chiến ra một tên thần du cường giả tối đỉnh vội vàng chuẩn bị hướng mặt khác một chiếc thuyền lớn phóng đi, Giang giật lại lắc đầu nói, phong lão, bảo vệ tốt nhà các ngươi thiếu ra, ta đi cứu lâm nhìn muội muội Tốt, bên ngoài đều là đầy trời mà xuống độc thứ, Giang giật đã quyết định xuất thủ, phong lão cũng không dám cậy mạnh. Giang giật thực lực không cần hoài nghi, nếu là hắn toàn lực xuất thủ, cái này đầy trời huyền phong đều chỉ có thể chờ chết. Hưu, Giang giật thân thể bay vụt ra buồng nhỏ trên tàu, thuyền lớn lập tức xuất phát có mấy tên thần du cường giả bắn ra nguyên lực công kích, mượn nhờ đẩy ngược lực để thuyền lớn nhanh chóng rời đi. Đồng thời buồng nhỏ trên tàu đỉnh chóp cũng phát sáng lên, phía trên xuất hiện một cái nhàn nhạt, nhạt màn hào quang, hiển nhiên cái này thuyền lớn thiết trí đơn giản cấm chế phòng ngự, có thể trong thời gian ngắn ngăn cản huyền phong độc thứ công kích. Ông, rất nhanh xa xa thuyền lớn, đều sáng lên vòng bảo hộ, các gia tộc hộ vệ mang theo bản thân công tử tiểu thư lên thuyền, riêng phần mình thoát đi. Huyền phong nhiều đến đếm không hết, Ai cũng không dám dừng lại từ chiến, chủ yếu là nhà mình chủ tử đều tại, bọn hộ vệ sợ các nàng bị nửa điểm tổn thương. À, phía dưới trên bờ cát cũng có một chút hộ vệ bị độc thứ đánh trúng, rất nhanh kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất tử vong. Huyền phong độc thứ bên trong chi hẳn phải chết, quả nhiên không phải nói đùa. Hiu, giang giật thì rất nhàn nhã, thị lực của hắn cùng thính lực cực kỳ khủng bố, còn có thần thức, cái này độc thứ người ở bên ngoài nhìn tốc độ nhanh đến dọa người, trong mắt hắn thong thả như ốc sen căn bản bắn không đến hắn. Trong tay hắn cầm một cái thiên khí trường kiếm, hắn thân thể như quỷ mị tiến lên, tả hữu chợt lóe, ngẫu nhiên vung vẩy trường kiếm tùy ý vung lên, đem trốn không thoát độc thứ đánh bay, cứ như vậy hắn nhanh chóng hướng phía trước mấy chiếc thuyền lớn phóng đi. Không ai, tại phụ cận một chiếc thuyền lớn bên trên quét qua, xác định không ai về sau, hắn thân thể lại hướng phía trước bay đi, tiếp tục tìm kiếm. Vẫn là không ai, Liên tiếp tìm chiến ra vân ra ba chiếc thuyền lớn vẫn là không có tìm tới chiến lâm nhi, giang giật có chút nóng nảy, ánh mắt tại bốn phía trên thuyền lớn đảo qua, cuối cùng dừng lại ở bên cạnh một chiếc thuyền lớn bên trên. Trên thuyền kia có rất nhiều người, xem cờ hiệu là đao ra, hẳn là đao chiến thuyền. Hưu, hắn hai chân trên bong thuyền một điểm, thân thể như một đạo tia chớp màu đen bắn vào đối phương thuyền lớn bong tàu bên trên, đao chiến bọn hộ vệ đều tại công kích huyền phong chuẩn bị rút lui, nhìn thấy giang giật bay vụt mà đến, có mấy người mắt hổ khóa chặt hắn, quát khẽ tới này người nào nhanh chóng thối lui, nếu không giết chết bất luận tội. Tại hạ tiền đại giã, lâm nhi tiểu thư nhưng tại trên thuyền. Giang giật tốc độ không giảm, tiếp tục hướng buồng nhỏ trên tàu sông lên đi, không lọt vào mắt đao ra người, thân ảnh như u linh, vượt qua mấy tên thần du cường giả, bọn hắn lại vẫn không có kịp phản ứng. Đao ra người cản huyền phong độc thứ còn đến không kịp, liền buồng nhỏ trên tàu vòng bảo hộ cũng không kịp đến, giang giật lại dám như thế mạnh mẽ đâm tới, vạn nhất hướng về phía đao chiến tới làm sao lập tức ngoài khoang thuyền mấy người nổi giận hú giải cái gì lâm nhi tiểu thư không tiểu thư không có tốc độ lăn đi nếu không giết không tha a à, trong khoang thuyền truyền đến một tiếng kinh hô âm thanh giang giật con ngươi lạnh lẽo lại là chiến lâm nhi tiếng kinh hô hắn coi là đao chiến thừa dịp nắm bắt loạn chiến lâm nhi lập tức giận không thể nghỉ trên thân khí thế tăng vọt giống to lâm nhi tiểu thư đại giã tới cứu ngươi đừng sợ đao ra tạp vái ai cản ta thì phải chết Giang giật khí thế như rồng, thân thể như mãnh hổ hướng buồng nhỏ trên tàu phóng đi, thần thức khóa chặt phía trước mấy người, trường kiếm nhất lắc, phong hóa nghìn vạn đạo văn dùng trường kiếm phóng thích mà ra, mặc dù trường kiếm không có luyện hóa, không thể quán chú nguyên lực, nhưng hắn cưỡng ép huyễn hóa ra mấy trăm thanh kiếm ảnh, đem buồng nhỏ trên tàu miệng ba người bao phủ đi vào. Muốn chết, ba người kia lập tức giận dữ, bọn hắn trong lúc hỗn loạn, căn bản không có phát hiện chiến lâm nhi, Giang giật mạnh mẽ đâm tới, đao chiến ngay tại trong khoang thuyền, bọn hắn tự nhiên không dám để cho giang giật sông đi vào, lập tức toàn bộ sách theo binh khí nghênh chiến. ba tên thần du cường giả còn có một người là thần du đỉnh phong, giang giật công kích rõ ràng không tác dụng. nhất là thần du đỉnh phong trong tay trường côn lại bày ra đến trước mắt, làm người ta nhìn hoa cả mắt, cũng không biết là cái gì đạo văn công kích, trong mắt của hắn sát ý lóe lên, chỉ có thể cắn giang phóng thích sát lục chân ý. ông trên người hắn sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, cường đại sát khí trong nháy mắt chấn áp đối phương ba người ba người kia công kích cũng chỉ trệ, bản năng hoảng sợ, chờ tỉnh ngộ lại, giang giật trường kiếm đã hóa thành một đạo tia chớp màu đen tại bọn hắn trên cổ lóe lên. a à, ba người kêu thảm một tiếng, trên cổ tiên huyết bão táp, toàn bộ ầm vang ngã xuống đất, kia thần du cường giả tối đỉnh trước khi chết, còn rũi ra một cái tay, chỉ vào giang giật dùng huyết toàn lực nói ra, ngươi là, là. Đêm qua bị cúp điện, hôm nay lại có rất nhiều chương. Chương 417, Song Phi, ầm. Giang giật một cái chân trùng điệp dẫm lên người này trên đầu, đem hắn đầu dẫm nát, để hắn nửa câu nói sau nát tại trong bụng, lúc này mới nổ bắn ra tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Hưu, xông vào buồng nhỏ trên tàu, Giang giật lặng lẽ quét qua lại một mảnh ngạc nhiên, bởi vì đao chiến cũng không có cương ép chiến lâm nhi. Giờ phút này hai cái chiến gia hộ vệ mang theo chiến lâm nhi chính hướng ra phía ngoài vào tới, đao chiến bọn người thì ngồi tại trong khoang thuyền không nhúc nhích. Thiếu tộc trưởng, hồng ra bọn hắn bị tiền đại giã giết. Bên ngoài vang lên một đạo thê lương tiếng giống, Giang giật vừa rồi phóng thích sát lục chân ý chỉ là đem buồng nhỏ trên tàu miệng ba người bao phủ, mà lại phóng thích sau trong nháy mắt thu liếm, sở dĩ bong tàu bên trên đang cùng huyền phong kịch chiến người, mặc dù cảm nhận được sát khí, nhưng cũng không có bị sát lục chân ý bao phủ, cũng không có phát hiện Giang giật thân phận. Ừ, cái này một hô, trong khoang thuyền hơn 10 người nhớ tới vừa rồi kêu thảm lập tức tỉnh ngộ lại, toàn bộ thình lình đứng dậy, sát khí nghiêm nghị khóa chặt Giang giật, đao chiến nổi giận hét lớn, tiền đại giã, người dám giết người người tới, cho ta chém giết kẻ này. Chiến ra hai tên hộ vệ hoảng hốt, giang giật có chết hay không bọn hắn không biết, cái này hỗn chiến cùng một chỗ, bọn hắn cùng chiến lâm nhi sợ là muốn bị chặt thành thịt nát. Giang giật hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, thân thể mà tiến, khí thế như hồng quát lớn, toàn bộ đừng nhúc nhích, nếu không ta liều chết cũng muốn giết chết đao chiến. Chiến lâm nhi ba người tranh thủ thời gian thối lui đến giang giật sau lưng, khẩn trương đến ghê gớm. Đao chiến người bên kia cũng đôi mắt co rụt lại, Giang Giật có thể miểu sát bọn hắn tối cường một trong mấy người đao hồng, cái này chiến lược quá kinh khủng, nếu là hắn liều chết phía dưới, nói không chừng đao chiến thật đúng là phải bỏ mạng. Đao chiến bị Giang Giật đằng đằng sát khí đôi mắt quét qua, nội tâm run lên vội vàng lui ra phía sau, trốn ở hơn 10 người đao ra cường giả sau lưng, hắn con người lấp lóe vài vòng, cắn răng lại lệnh, làm, nói, động thủ, ta cũng không tin, hắn một người có thể đấu qua được nhiều người như vậy, giết. Đã các người muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Giang giật khóe miệng lộ ra một tia tàn cười, trên thân khí thế càng thêm mãnh liệt, chỉ cần đám người này dám can đảm có nửa điểm dị độc, hắn không để tâm phóng thích sát lục chân ý đem toàn bộ người cho chém giết. Đao gia là bác mãng quốc mấy đại siêu cấp gia tộc một trong, đao chiến cũng là thanh long học viện đệ nhất nhân, năm đó vây công hạ vũ thành lúc, đao gia cùng thanh long học viện đều tới người, sở dĩ đao gia là địch nhân của hắn, toàn bộ chém giết hắn cũng sẽ không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Mặc dù hôm nay xem tình huống là hiểu lầm, nhưng việc đã đến nước này cũng không có cái gì dễ nói. Chiến Lâm Nhi không thể bị nửa điểm tổn thương, giờ phút này bên ngoài hỗn loạn tương bừng, coi như hắn vận dụng sát lục chân ý đem tất cả mọi người giết, cũng sẽ không có người hoài nghi thân phận của hắn. Ông, đao chiến ra lệnh một tiếng, sở hữu thần du cường giả đều dùng nguyên lực quán chú binh khí, chuẩn bị công kích. Giang giật đứng không nhúc nhích, đôi mắt híp như một đầu kịch độc nhãn kính xà, khóe miệng của hắn đều là tàn cười, dạng như vậy ngược lại càng khủng bố hơn, để tất cả thần du cường giả nội tâm run lên. Dừng tay, mọi người ở đây chuẩn bị cắn răng lúc công kích, đao chiến bên người một tên tóc trắng xóa lão giả quát khẽ, để bọn hắn đi, khẩu khí này chúng ta ngày sau lại đòi lại. Khổng lão, đao chiến có chút kinh nghi hô một tiếng, còn lại thần du cường giả đều như chút được gánh nặng, tại vừa rồi một khắc này, trong bọn họ tâm đều dâng lên cực kỳ nguy hiểm rung động, bọn hắn không hiểu cảm giác được, bọn hắn nếu là dám công kích, tất cả mọi người muốn chết. Để bọn hắn đi, khổng lão tại đao ra hiển nhiên uy vọng rất cao, hắn lần nữa quát khẽ một tiếng. Người bên ngoài vốn định xông tới võ giả, chỉ có thể lui ra ngoài tiếp tục công kích huyền phong, người ở bên trong cũng không dám làm loạn. Giang giật cười nhạt một tiếng, lạnh giọng đối hai tên hộ vệ bàn giao nói, các ngươi trước tiên lui hồi trở lại nhà ta thiếu tộc trưởng thuyền lớn, ta mang theo lâm nhi tiểu thư trễ chút đuổi theo. Tốt, chiến gia người đều biết rõ giang giật thân phận, lập tức như chút được gánh nặng, thân thể hai người trên bong thuyền một điểm, bay vụt mà quay về, hướng nơi xa đã xuất phát tiền ra thuyền lớn bay đi. Tiểu thư, đi, Giang giật ánh mắt một mực khóa chặt phía trước thần du cường giả, chờ hai tên hộ vệ sau khi rời đi, lúc này mới một cái tay bắt lấy chiến lâm nhi bả vai, thân thể hướng về sau mặt bắn ngược mà đi. Hô, đao ra người từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích, thẳng đến Giang giật bốc lên đầy trời độc thứ mà đi, lúc này mới toàn bộ thở ra một hơi. Đao chiến có chút bất mãn nhìn qua khổng lão nói, khổng lão, vì sao không lưu lại hắn chẳng lẽ hắn thật là có bản lĩnh tại nhiều người như vậy bên trong chém giết ta? Không phải chém giết ngươi." Khổng lão ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng nói, vừa rồi nếu là dám động thủ, ta sợ toàn bộ người đều muốn chết. "Cái gì?" Đao Chiến đôi mắt co rụt lại, hoảng sợ nói, chẳng lẽ lại hắn là kim cương cường giả? "Không biết, dù sao người này cho ta cảm giác dị thường nguy hiểm." Khổng lão diện mục âm trầm nói, hoặc là hắn chỉ nửa bước đã bước vào kim cương cảnh hoặc là hắn có được cực kỳ khủng bố thần thông. Dù sao, tốt nhất chớ chọc người này, tiền ra thế mà ra một cái nhân vật lợi hại như thế. Khổng lão tại đao ra địa vị phi thường cao, đao chiến đối với hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, trong mắt của hắn hiện lên vẻ tức giận nói chẳng lẽ đao hồng bọn người tự chết vô ích. Làm sao có thể chết vô ích hắc hắc, khổng lão u lãnh cười vài tiếng, nói huyền phong đã xuất hiện, huyền phong xào huyệt khẳng định liền tại phụ cận, chúng ta tạm thời trước tiên lui, chế chút đợi mọi người ổn định bước chân, sẽ chậm chậm từng nhóm chém giết huyền phong. Đến lúc đó, tiền gia chiến gia vân gia khẳng định liên hợp lại cướp đoàn mật ong, các nàng ba nhà thế lớn, chúng ta cũng có thể nhờ vào đó thuyết phục còn lại gia tộc, liên thủ trước tiên đem bọn hắn ba nhà người cho làm, lại phân mật ong, nếu không ai cũng không chiếm được mật ong. Tốt, trước tiên lui đi an toàn địa phương đi, đao chiến lập tức hạ lệnh, trong mắt đều là oán độc, nhìn qua nơi xa đen nhánh đêm tối, nghiến răng nghiến lợi thì thào tiền đại giã, ta không giết người thể không làm người. Giang giật bọn người rất mau đuổi theo lên tiền vạn quán thuyền lớn, chiến lâm nhi xem giang giật ánh mắt càng thêm si say, để giang giật trở nên đau đầu, chỉ có thể làm làm không thấy được. Mấy chục chiếc thuyền lớn lưu lại hơn phân nửa, còn lại riêng phần mình thoát đi, huyền phong cũng chia thành hơn 10 phê, phân biệt truy sát. Bất quá các gia tộc thuyền lớn đều sáng lên vòng bảo hộ, mấy cái thần du đỉnh phong không ngừng quán chú nguyên lực bảo trì vòng bảo hộ năng lượng, còn lại võ giả từng nhóm ra ngoài nguyên lực công kích, từng mảnh từng mảnh chém giết huyền phong. Cái này huyền phong là tam giai đỉnh phong yêu thú, tốc độ rất nhanh, lực công kích rất hung tàn, độc thứ bên trong chi hẳn phải chết, đáng tiếc lực phòng ngự không mạnh mẽ. Tăng thêm quá thân thiết tập, tùy ý một đạo nguyên lực công kích đều có thể bắn chúng mấy cái huyền phong, hoặc là trực tiếp đánh giết, hoặc là kích thương rất xuống. Bất quá huyền phong rất rất nhiều, xem tình huống các gia tộc đều muốn chuẩn bị đánh đánh lâu dài, muốn triệt để đánh tan huyền phong, không có một hai ngày là không thể nào. Giết cái gì giết tiền vạn quán để bọn hắn đừng giết, trước nhanh chóng rời đi tìm không ai địa phương để ta giải quyết đám này huyền phong đi giang giật nhìn thấy ba nhà người thay phiên ra ngoài đánh giết bầu trời huyền phong nhưng không thấy thiếu có chút im lặng hướng tiền vạn quán nói cái sau lập tức đôi mắt sáng lên cười hắc hắc nói lão đại người nói sớm a à, lão nhân ra người xuất thủ bọn hắn cũng không cần khổ cực như vậy lần sau có loại sự tình này người muốn tích cực chủ động điểm a à. xéo đi giang giật một cước đem tiền vạn quán đạp bay cả giận nói ta tới tìm các ngươi là chuẩn bị hưởng phúc, không nghĩ tới tiểu tử ngươi như vậy không chịu nổi, một đường đều muốn ta lau cho ngươi cái mông, sớm biết ta còn không bằng không tới. hắc hắc tiền vạn quán tại hạ nhân trước mặt bị đạp một cước, cũng không thấy đến mất mặt, nhếch miệng cười nói người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha, lão đại vất vả ngươi, quay đầu ta mời ngươi xong phi a ba. lúc này chiến lâm nhi không làm, một bàn tay đánh vào tiền vạn quán trên đầu, cáu giận nói mập mạp chết bầm không cho phép làm hư giang giật ca ca. Chương 418, điện hạ chịu lên ta. Dương đi ra buồng nhỏ trên tàu thần du cường giả, không còn công kích Huyền Phong, ba người ngăn trở bầu trời độc thứ, người còn lại thì nhanh chóng hướng sau lưng biển cả bắn ra nguyên lực, vô số nguyên lực bắn tại trên đại dương bao la, nổ lên ngàn cơn sóng, đẩy ngược lực cũng làm cho thuyền lớn nhanh chóng tiến lên. Sau gần nửa canh giờ, thuyền lớn đã chạy được hơn 10 dặm đường, hai bên đã sớm không thấy thuyền lớn, phụ cận hoàn toàn mông lung, sẽ không có người tại phụ cận nhìn trộm. Tốt, toàn bộ đều vào đây. Giang giật cực lực phóng thích thần thức dò xét một lần, xác định phụ cận không ai về sau, hắn quát khẽ một tiếng, chờ phía ngoài thần du hộ vệ sau khi đi vào, thân thể như cuồng long nổ bắn ra mà ra, trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, đối trên không đột nhiên bổ ra, trong nháy mắt mấy vạn tiểu hỏa rồng cuộn xoáy mà lên, trông rất đẹp mắt. Sát lục chân ý, trên người hắn sát khí cũng đổ xuống mà ra, bao phủ rộng lớn nhất phạm vi, để trên không huyền phong cũng không dám tại công kích. Phanh phanh phanh, phanh bầu trời nổ lên đóa đóa pháo hoa, có sát lục chân ý chân áp, cái này huyền phong toàn bộ cũng không dám động, từng đầu tiểu hỏa long riêng phần mình tìm kiếm huyền phong liên tục không ngừng công kích, rất nhanh bầu trời tăm tối tự bị trống rỗng một mảnh, sáng trong ánh trăng chiếu xuống, thấy trên thuyền mọi người âm thầm líu lưỡi. Suy suy, giang giật người giữa không chung, lần nữa bổ ra hai lần phong hóa nghìn vạn đạo văn công kích, nương theo lấy từng đạo tiếng nổ, bầu trời hắc vân rất nhanh bị triệt để đánh tan chỉ còn lại mấy ngàn con vô số huyền phong trên không trung run lẩy bẩy hiu giang giật thân thể bắn ngược mà xuống trong mắt hồng quang biến mất sát lục chân ý thu liếm phía dưới mọi người cũng thở ra một hơi thật dài nhất là chiến lâm nhi bị hắn sát lục chân ý dọa cho phát sợ ong ong bầu trời huyền phong màu vàng pha lê trong mắt hoảng sợ nhìn xem giang giật vài lần toàn bộ giải tán hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy tam giai đỉnh phong yêu thú đã có chút một chút linh trí giang giật sát lục chân ý quá kinh khủng vừa rồi bọn chúng cũng trơ mắt nhìn xem chính mình đồng loại bị giang giật nhẹ nhõm đánh giết tự nhiên không còn dám công kích toàn bộ hoảng sợ thoát đi kết thúc công việc ta mệt mỏi đi ngủ đi giang giật quơ quơ đầu coi thường mọi người xem quái vật nhìn hắn ánh mắt trực tiếp đi vào trong khoang thuyền gian phòng của hắn ba nhà cường giả ngược lại là có người mắt thấy qua giang giật hung tàn thủ đoạn công kích nhưng giờ phút này cũng bị kinh hãi nhiều như vậy huyền phong mọi người mệt gần chết ít nhất phải một hai ngày mới có thể thanh lý mất, giang giật tùy ý vung ba kiếm tự làm xong. Hắc hắc, đại giao ủy khuất cả đêm, ngay tại chính sảnh ngồi xếp bằng nghỉ ngơi đi, tiền tiết đi cho Lâm Nhi tiểu thư chuẩn bị gian phòng. Lúc đầu mấy nhà có rất nhiều thuyền lớn, vân phỉ cổ thần nguyên trong nhẫn cũng còn có dự bị thuyền lớn, bất quá rừng ở hải đảo bên cạnh thuyền lớn hẳn là đều không có hủy đi, mọi người cũng không muốn tốn công tốn sức, dù sao không có huyền phong, ở cũng an nhàn. Tiền vạn quản ánh mắt quét về phía chiến vô song cùng vân phỉ, đột nhiên hèn hạ cười nói, vô song đại ca, trong thuyền gian phòng không đủ a, à, nếu không các ngươi chen chen tính toán. Xì, si, vân phỉ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, rõ ràng xì si một tiếng dậm chân hướng bên trong đi đến nói, người mập mạp chết bầm này, người ngủ trên mặt đất đi. Chiến vô song cũng chứng chạc đàng hoàng nói ra, ừm, um, ủy khuất vạn quán, ban đêm ta ngủ phòng ngươi, ngươi ngay tại chính trong khoang thuyền ngủ đi. Vì cái gì thụ thương luôn là ta a à. Tiền Vạn quán có chút u oán nháy nháy mắt, ánh mắt hướng Chiến Lâm Nhi nhìn lại, vô cùng đáng thương nói ra, "Lâm Nhi muội muội, nếu không ta và ngươi chen chen." Cút, Chiến Lâm Nhi vẫn là che mặt, một đôi mắt đẹp bên trong hàn quang lóe lên nói, "Ngươi nếu là dám vào phòng ta, cẩn thận ta để ngươi biến thành tiền công công." Tiền Vạn quán hạ thân đột nhiên mắt lạnh, cái này quả ớt nhỏ thế nhưng là thật sẽ nói đến làm được, hắn không dám hy vọng xa vời, chỉ có thể ngồi đàng hoàng ở bên ngoài, không bằng hắn ngược lại là rất biết hưởng thụ để cho thủ hạ tìm đến một cái giường đệm trong góc ở trên mặt đất mà ngủ một đêm đều rất là tĩnh giật bất quá tại hừng đông thời gian yên tĩnh bị đánh vỡ nơi xa lái tới một chiếc thuyền lớn trên thuyền đều là đầy mắt tơ máu võ giả chính đối trên thuyền lớn không ngừng bắn ra nguyên lực công kích trên bầu trời một đám kinh khủng huyền phong chính theo đuôi bọn hắn không ngừng công kích tiền ra huynh đệ giúp đỡ chút ga à, chúng ta người nhanh không chống nổi đội tàu nhìn thấy bên này thế mà không có huyền phong công kích có mấy người lập tức hô to Tiền vạn quán bị bừng tỉnh, như một làn khói leo ra, nhìn thấy bên kia đầu thuyền một cái rách dưới trên cờ lớn thác bạt hai chữ, hắn vội vàng quát khẽ đi mau, đi mau. Bác lương quốc người, ta quản bọn họ đi chết, tiền ra người đã sớm muốn đi, lập tức rất nhiều người toàn bộ phóng thích nguyên lực công kích, thuyền lớn hoạch hoạch rời đi, lưu lại không ngừng tức miệng mắng to thác bạt ra cường giả. a à, hành tàu nửa canh giờ, tiền tiết lại quát lớn, thiếu tộc trưởng bên kia lại có một chiếc thuyền lớn, là phi ngư công chúa thuyền muốn hay không ngang nhiên xông qua cứu viện cứu cái rắm tiền vạn quán tức giận hừ hừ hai tiếng liên tục khoát tay nói đi mau đi mau không đúng nhanh đi đem cờ xí cho hạ đừng cho bọn hắn nhìn thấy tốt tiền tiết hướng đầu thuyền bay đi đem một cái bị huyền phong độc thứ bắn ra rất nhiều lỗ nhỏ đại kỳ kéo xuống bất quá hắn kéo hơi chậm một chút bên kia hạ phi ngư trên thuyền lớn có một người mắt sắc thật xa tự quát lớn tiền vạn quán công chúa ở đây, nhanh phái người đến đây cứu giá. Cứu ngươi, tiền vạn quán chửi nhỏ một tiếng, nhưng đối phương như là đã thấy được, hắn lại đi tiểu tại lý không hợp, nói thế nào tiền ra cũng là thần võ quốc thần tử. Giờ phút này dám chuồn mất, Hạ Phi Ngư trở lại vương thành một cáo trạng, tiền ra sợ là muốn bị giáng tội. Lập tức hắn chỉ có thể buồn giàu nói ra, để chiến ra cùng vân ra người toàn bộ trốn đi, chúng ta tùy ý phái chọn người đi qua ứng phó thoáng cái. Tốt, tiền tiết nhẹ gật đầu, đem thuyền xa xa dừng ở một bên, mang theo bảy tám cái thần du đỉnh phong đạp nước mà đi, lên hạ phi ngư thuyền lớn, giúp bọn hắn đánh giết huyền phong. Bên kia huyền phong còn có hơn một vạn con, đêm qua đoán chừng bọn hắn đã chém giết một chút, hôm nay xem tình huống coi như tiền thiết bọn người hỗ trợ, còn được đánh giết một ngày. Chiến vô song vân phỉ chiến lâm nhi giang giật đã sớm giật mình tỉnh lại, bất quá các nàng đều không có ý xuất thủ, hạ ra thế nhưng là giang giật tử địch, không bỏ đá xuống giếng đã coi là tốt. Ông ong! ong tiền ra thuyền lớn mặc dù xa xa dừng ở trên biển nhưng cũng hấp dẫn xa xa huyền phong rất nhanh huyền phong phân ra gần một nửa hướng bên này phản gào thét mà đến tiền vạn quán chửi ầm lên chiến vô song mấy người cũng rất là bất đắc dĩ hạ lệnh để cho thủ hạ chuẩn bị công kích đều đừng đi ra xem ta giang giật khoát tay áo một người ra buồng nhỏ trên tàu mọi người cho là hắn muốn xuất thủ ai ngờ những cái kia huyền phong còn không có tới gần giang giật thả ra thoáng cái sát lục chân ý huyền phong lại toàn bộ chi chi kêu to hoảng sợ hướng về sau mặt thối lui, lui về hạ ra thuyền lớn, một cái cũng không dám tới gần nơi này bên cạnh. Qua, wow, sang giật ca ca thật là lợi hại, chiến lâm nhi trong đôi mắt đẹp đều là tinh tinh, tiền vạn quán chiến vô song vân phỉ mấy người cũng một mảnh ngạc nhiên, Giang giật lại bằng khí thế hù chạy một đám tam giai đỉnh phong huyền phong. Ha ha, sang giật cười nhạt một tiếng, hắn tự nhiên không phải dựa vào khí thế, hắn biết rõ tam giai đỉnh phong huyền thú đều có linh trí. Đêm qua đào tẩu mấy ngàn con huyền phong, Khẳng định hội riêng phần mình cùng Huyền Phong quần tụ tập. Vừa rồi đám kia Huyền Phong nội ứng nên có chạy ra Huyền Phong, vừa cảm thụ đến sát lục chân ý tự nhiên không dám công kích, cũng sẽ chào hỏi đồng bạn rút đi. Mọi người tiếp tục xem náo nhiệt, chuẩn bị chờ tiền tiết bọn người chém giết một trận tựu rút đi, đến lúc đó Hạ Phi ngư coi như nội tâm thầm mắng, bên ngoài cũng sẽ không nói cái gì. Hưu, nào biết, bên kia buồng nhỏ trên tàu bên trên hai tên thần du cường giả tối đỉnh, thế mà mang theo một cô gái đẹp đẽ bắn ra một người ngăn trở bầu trời độc thứ, một người nhanh chóng hướng bên này đạp nước mà đến, nhẹ nhóm lên tiền vạn quán thuyền lớn. Cô gái xinh đẹp tự nhiên là Hạ Phi Ngư công chúa, nàng lên thuyền, đôi mắt đẹp tại tiền vạn quán bọn người trên thân quét qua, u u nói ra, vạn quán công tử, người không tử tế đấy, trơ mắt nhìn bản công chúa gặp, hừ hừ. Người không cứu ta, ta liền đến các người cái này tránh một chút, các người sẽ không đuổi ta xuống thuyền A. Sao lại thế, Tiền vạn quán một tấm mập phì trên mặt đều là nịnh nọt ý cười, nhiệt tình vô cùng, liên thanh nói ra, điện hạ hiểu lầm, ta vừa định phái người đi đón ngươi, điện hạ chịu lên ta. Dương, vạn quán cầu còn không được đấy, chương 419, cấp cấp như luật lệnh, a à, hạ phi ngư tựa hồ không có nghe được tiền vạn quán dây cung bên ngoài âm, một đôi hẹp dài mắt phượng nhất chuyển, u u nói ra, vạn quán công tử, bản cung rất hiếu kỳ, huyền phong vừa mới rõ ràng đến đây, vì sao lại rút lui. Trong lúc nói chuyện, Hạ Phi Ngư ánh mắt còn nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua Giang Giật, nói rõ có chút hoài nghi. Giang Giật trầm mặc không lên tiếng, tiền vạn quán lại có chút sắc sắc nhìn một cái Hạ Phi Ngư nhô ra, chính khí lăng nhiên nói, công chúa có chỗ không biết, bản thiếu trước đó không lâu học xong một loại cường đại thần thông, có thể dọa lùi yêu thú, đừng nói chỉ là huyền phong, liền là yêu vương tới, tại bản thiếu giống to một tiếng phía dưới, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Phốc, Hạ Phi Ngư nhịn không được cười lên, chiến vô song quay mặt qua chỗ khác phân phỉ cùng chiến lâm nhi cũng cúi đầu xuống cố nén không cười lên tiếng tới giang giật ngược lại là mặt không biểu tình tiền vạn quán tu luyện vài chục năm giờ phút này thực lực mới miễn cưỡng đạt tới tử phủ cảnh hắn có cái dám chó thần thông a à. hạ phi ngư hiển nhiên cũng cho rằng như thế nàng rũi ra ngọc thủ chỉ vào nơi xa nói vạn quán công tử thật là thần thông như vậy mời ngươi đem bên kia huyền phong cũng xua đuổi thoáng cái miễn cho bọn hắn khổ cực như vậy như thế nào cái này cái này sao Tiền vạn quán đôi mắt loạn chuyển, cái này ra châu thổi đến hơi lớn, cũng không biết làm sao tròn, chỉ có thể thuận miệng nói bậy nói, công chúa có chỗ không biết, ta vừa phóng thích thần thông thể chất có chút hư, tạm thời chỉ sợ phóng thích không được nữa, thứ lỗi, thứ lỗi. Thể chất có chút hư, hạ phi ngư nắm lấy không thả, có loại đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng cảm giác, nàng sờ lên trong tay giới chỉ nói, vạn quán công tử, ta cái này có rất nhiều linh dược, nếu không cho ngươi bồi bổ ngươi cần gì cứ mở miệng. Tiền vạn quán bó tay rồi, cái này công chúa hôm nay đầu óc có phải hay không có vấn đề a à, đều nói rõ không muốn nói nữa người còn hỏi trái trứng đàn a à. vừa rồi phái người đi giúp nàng giờ phút này cho nàng lưu tại trên thuyền đã rất cho mặt mũi thật sự cho rằng hắn tiền vạn quán sợ nàng a à. hắn cũng biết hạ phi ngư hoài nghi giang giật thân phận sát lục chân ý khủng bố như thế có thể dọa lùi một đám huyền phong cũng là bình thường sở dĩ hắn tự nhiên muốn hỗ trợ che lấp còn người nhất chuyển hắn mặt mũi tràn đầy hèn hạ cười nói công chúa điện hạ ta muốn thuốc bổ người thật đúng là không có, ta cái này thần thông cũng phải cần. Sử nữ nguyên âm bổ sung, sở dĩ, hắc hắc, si, vân phỉ cùng chiến lâm nhi, còn có hạ phi ngư đồng thời khẽ gắt một tiếng, phía trước hai người trực tiếp quay trở về riêng phần mình gian phòng, đem sự tình lưu cho một đám đại lão ra xử lý. Giang giật cùng chiến vô song liếc nhau, hai người buồn cười, cái này tiền vạn quán thật đúng là một cái tên dở hơi a. À. Hạ phi ngư hà bay mặt mũi tràn đầy, hung hăng trừng tiền vạn quán một chút không còn hỏi thăm nàng con người nhất chuyển, hướng hạ ra một vị cường giả hạ lệnh, để bọn hắn không chế thuyền lớn dựa đi tới, chúng ta mượn mượn vạn quán công tử ánh sáng. Dựa vào, tiền vạn quán cùng giang giật chiến vô song ba người thầm mắng, cái này hạ phi ngư quá vô sỉ, thuyền lớn dựa đi tới, đám kia huyền phong khẳng định theo tới, giang giật không thể lại ra mặt, chỉ có thể ba nhà cường giả liều mạng. Thế nhưng là Hạ Phi Ngư nói thế nào đều là người của Hạ Gia, chiến vô song cùng tiền vạn quán cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn thuyền lớn dựa đi tới, đám kia huyền phong cũng đi theo tới. Chuẩn bị chiến đấu, chiến vô song quát khẽ một tiếng, trong khoang thuyền chiến gia tộc nhân vội vàng rút ra binh khí, giang giật lại đột nhiên mở miệng nói, thiếu tộc trường, người còn tại lại phóng thích một lần thần thông đi, nếu không chúng ta liền muốn mệt chết. Tiền vạn quán ngạc nhiên quay đầu nhìn giang giật một chút, chỉ một cái liếc mắt hắn tựu đã hiểu giang giật ý tứ, hắn như bức hống hống ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, tốt ra, à, chờ thuyền lớn dựa đi tới, ta tự liều mạng lại phóng thích một lần thần thông dọa lùi huyền phong ông hạ phi ngư đôi mắt đẹp sáng lên cũng không vào buồng nhỏ trên tàu tự đứng tại bong tàu bên trên chờ lấy tiền vạn quán hoặc là giang giật lộ ra sơ hở bảo hộ thiếu tộc trưởng giang giật hướng bên cạnh một người nhìn thoáng qua người kia lập tức quát lớn toàn bộ vây quanh tiền vạn quán giang giật thuận thế đi theo tiền vạn quán đi ra ngoài một đám người đứng tại bong tàu bên trên tiền vạn quán vận chuyển thân thể bên trong yếu ớt nguyên lực tựa như một cái thần côn bắt đầu múa hai tay gật gù đắc ý toàn thân loạn chiến kết lấy các loại cổ quái thủ ấn miệng lẩm bẩm thấy mọi người hai mặt nhìn nhau tới đại gia đề phòng một tên tiền gia hạ nhân quát khẽ một tiếng nhìn qua xa xa huyền phong khí thế tiêu thăng khẩn trương đến ghê gớm hạ phi ngư hai tên hộ vệ cũng khẩn trương nàng cũng rất là nhẹ nhõm mắt to từ đầu đến cuối nhìn trầm trầm tiền vạn quán cùng giang giật tìm kiếm một tia dấu vết để lại ong ong bên kia thuyền lớn đã cách bên này trăm trượng bầu trời huyền phong cũng theo tới mắt thấy là phải nhích lại gần thiên địa thần linh dạy ta giết quỷ cùng ta thần mới bên trên hô ngọc nữ thu nhiếp chẳng lành đầu đội hoa cái đủ nhiếp khôi cương trái đỡ lục giáp hữu vệ lục đinh trước có hoàng thần sau có càng trương thần sư sát phạt không tránh hào cường trước hết giết ác quỷ chém về sau dạ quang gì thần không phục gì quỷ dám đảm đương cấp cấp như luật lệnh đi Tiền vạn quán đại pháp tựa hồ cũng chuẩn bị hoàn tất, hắn quát lớn vài tiếng, đột nhiên hướng phía trước dậm chân một cái, vung ra một cái ngón giữa. Giang giật tại lúc này sát khí trên người đổ xuống mà ra, không bằng hắn không có phóng thích sát lục chân ý, chỉ là vận chuyển vận lực, thả ra khí thế của tự thân, trên mặt cũng rất ngưng trọng khẩn trương, tựa hồ rất lo lắng bản thân thiếu tộc trường. Để hạ phi ngư cùng hai tên hạ gia cường giả trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Những cái kia huyền phong tại tiền vạn quán thi pháp về sau, thế mà toàn bộ hoảng sợ lui ra kia màu vàng tựa như pha lê trong con người đều là hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm tiền vạn quán phương hướng lập tức rất nhiều huyền phong chi chi quái khiếu vài tiếng thế mà thật toàn bộ rút lui hô hô tiền vạn quán thở ra một hơi thật dài nhắm mắt lại thân thể giả bộ mềm nhũn giang giật bọn người vội vàng ôm lấy hắn một người còn diễn kịch diễn rất chân thực khóc lớn tiếng quát lên thiếu tộc trưởng người làm sao ngươi có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a à, ta thân yêu thiếu tộc trưởng a à. cái này cái này, cái này, Hạ Phi Ngư chỉ vào tiền vạn quán, đầy mắt chấn kinh ngạc nhìn qua hạ ra hai tên cường giả, vừa rồi nàng nhìn thấy Giang giật cùng sở hữu hộ vệ rõ ràng không có bất kỳ cái gì động tác, vì sao huyền phong toàn bộ thối lui chẳng lẽ tiền vạn quán thật sự có như thế cường đại thần thông. Hai tên hộ vệ khẽ lắc đầu, biểu thị cũng không rõ ràng, bọn hắn cũng lưu ý Giang giật, nhưng hết thảy bình thường, Giang giật không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là thả ra thoáng cái khí thế. Vừa rồi sở hữu hộ vệ đều là phóng thích khí thế thủ hộ tiền vạn quán, cái này rất bình thường. Thật tình không biết, giang giật khí thế có thể cùng người khác không giống, vừa mới dùng giết chóc chân khí dọa lùi đám kia huyền phong, giờ phút này khí thế của hắn một phóng thích, kia huyền phong tự nhiên có thể phân rõ. Tại yêu thú trong mắt, nhân loại bộ dáng đều không khác mấy, nhưng giang giật khí tức khẳng định cùng những người khác không giống, dù sao giết nhiều người như vậy. Giang giật bọn người cũng mặc kệ hạ phi ngư, thủ hoàng cước loạn đem giả bộ như suy yếu vô cùng tiền vạn quán dơ lên trở về, hoàn toàn không có phản ứng hạ phi ngư ý tứ, một gã hộ vệ một đường còn không ngừng chu lớn, ta thân yêu thiếu tộc trưởng a, lập tức tuyệt đối không nên bỏ xuống chúng ta a. Ta đi vào tìm kiếm. Hạ Phi Ngư trầm mặc một hồi, quyết định đi vào dò xét thoáng cái, nhìn xem tiền vạn quán là thật suy yếu hay là giả suy yếu. Hai tên hạ gia hộ vệ cũng nghĩ đi theo vào, nhưng lại bị tiền gia hạ nhân cản lại, một người lạnh lùng nói ra, hai vị đại nhân, bên trong có nữ quyến, rất không tiện, mời chờ ở bên ngoài với. Hạ Phi Ngư phất phất tay, tại tiền ra một người dẫn đầu hạ hướng tiền vạn quán gian phòng đi đến, còn không có đi vào liền nghe đến tiền vạn quán suy yếu cũng rất âm thanh khủng bố, khặc khặc, nhanh, nhanh cho ta. Sử tử nguyên âm, ta không chịu nổi, ta muốn xử con nguyên âm, khặc khặc, hạ phi ngư nghe xong lập tức thân thể mềm mại run lên, dọa đến gương mặt xinh đẹp phát xanh, cũng không dám lại đi vào, vạn nhất tiền vạn quán thú tâm đại phát đem nàng cho cưỡng ép cho tựu xong đời. Cắt cắt chương 420, đại bất kính hạ phi ngư về tới chính mình thuyền lớn bất quá cũng không có khống chế thuyền lớn rời đi mà lại tiền vạn quán hạ lệnh thuyền lớn xuất phát về sau thế mà còn một đường đi theo hiển nhiên nàng là bị huyền phong hù dọa đi theo đám bọn hắn an toàn có bảo hộ tiền vạn quán bó tay rồi đi một đoạn thời gian dứt khoát để thuyền lớn dừng lại miễn cho đến lúc đó lại gặp được người quen vậy sẽ càng thêm phiền phức giang giật cũng không để ý tới những ngày phiền lòng sự tình an tâm trong phòng lĩnh hội vu thuật hắn đều không tu luyện viên thứ ba tinh thần cần nguyên lực nhiều lắm, dựa vào tu luyện sợ là không có 10 năm 8 năm không có cách nào dị biến, chỉ có thể chờ đợi hồi trở lại hạ vũ thành cầm thiên thạch. Hắn trong phòng chờ đợi một ngày, một mực tại lĩnh hội phân thân ngàn vạn vô thuật, cũng hơi có tiểu thành, có thể phân thân ba cái, nhưng vẫn là không thể khống chế phân thân. Hắn biết rõ thứ này không phải một xúc mà thành, cần chậm rãi tới. Sắc trời chờ tối xuống tới, khác huyền lớn huyền phong hẳn là đánh giết không sai biệt lắm, tiền vạn quán hạ lệnh đường cũ trở về, hướng ban đầu hải đảo chạy tới. Những cái kia thuyền lớn đều là tiền A, mà lại huyền phong tại kia xuất hiện, huyền phong xào huyệt hẳn là liền tại phụ cận. Hiu, đúng lúc này, đằng sau hạ phi ngư trên thuyền lớn một đạo bóng người bay vụt mà đến, hạ ra một tên cường giả quát khẽ công chúa khẩu dụ, mời vân phỉ công chúa, vạn quán công tử, vô song công tử, còn có tiền đại giã đi qua dự tiệc. Tiền vạn quán cùng chiến vô song vân phỉ đang ngồi lấy uống trà, ba người vừa mới chuẩn bị ăn cơm, nghe được cái này tiếng truyền báo, ba người mặt đều biến sắc, Yến vô hảo Yến A. À. Ta không đi, liền nói ta thân thể ôm việc gì đi. Vân phỉ đối hạ phi ngư không có hảo cảm, trực tiếp trầm mặt đứng dậy trở về phòng, chiến vô song cũng khoát tay đi theo, nói, vân phỉ không đi, ta cũng không đi, không bằng tại cái này ăn thoải mái. Tiền vạn quán trợn trắng mắt, hắn buổi sáng mới ngụy trang thân thể suy yếu vô cùng, đi dự tiệc khẳng định hội hạ phi ngư nhìn ra cái gì, công chúa mở tiệc chiêu đãi mọi người, người cuối cùng đều không đi mặt mũi này đánh cho quá độc ác đi, để hạ phi ngư như thế nào tự xử. Chỉ là chiến vô song cùng vân phỉ đã tiến vào bên trong phòng khách nhỏ, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đi đến giang giật gian phòng, gõ cửa một cái nói, lão đại, hạ phi ngư thiết hiến, điểm danh muốn ngươi đi, ngươi xem. Không đi, quả nhiên, giang giật hờ hững thanh âm truyền đến, tiền vạn quán có chút cuống lên, thấp giọng nói ra, lão đại, ngươi thế nhưng là tiền gia hạ nhân A, à, công chúa mở tiệc chiêu đãi ngươi, ngươi không nể mặt mũi, cái này nói không thông a à. chính ngươi bãi bình giang giật vẫn như cú hờ hứng đáp lời bất quá lần này mở cửa phòng ra đi ra hắn thản nhiên nhìn một chút tiền vạn quán nói hạ phi ngư tư sắc cũng tạm được nàng có thể là trống giống tịch mịch ngươi một người đi dự tiệc nói không chừng có cơ hội âu yếm nha thân cái dám tiền vạn quán cười khổ nói ra lão đại ta buổi sáng đều suy yếu muốn chết muốn sống một ngày tự khôi phục ai mà tin a à nếu không ngươi cùng vân phỉ vô song đại ca đi nói một chút để các nàng đi dự tiệc một người đều không đi, Hạ Phi Ngư mặt mũi không có địa phương phóng A. Lại nói, thân phận của ngươi thế nhưng là tiền ra người, hạ nhân sao có thể cự tuyệt công chúa ý chỉ lão đại ngươi đây là khó xử ta. Ai, Giang giật trở nên đau đầu, cuối cùng lắc đầu, nói, được rồi, ta đi qua đi dạo, nhìn xem cái này Hạ Phi Ngư muốn đùa trò gian gì. Nói Giang giật nhấc chân muốn đi, tiền vạn quán liền vội vàng kéo hắn nói, của ta lão đại A. Người cứ như vậy đi dự tiệc A làm sao cũng muốn mặc một thân giảng cứu điểm áo bảo A mặc cái rắm gian giật hừ lạnh một tiếng, mặc một thân bình thường nhất võ sĩ bảo nhanh chân đi ra phía ngoài, rất nhanh một người bay người lên trên hạ phi ngư thuyền lớn, sau đó tại người của hạ ra dẫn đầu dưới, đi trong khoang thuyền một cái trong phòng nhỏ. Hạ phi ngư hôm nay thịnh trang có mặt, mặc một thân hoa lệ váy xòe, phía trước cổ áo còn mở đặc biệt thấp, đều có thể nhìn thấy một đầu rãnh sâu hóm, trên đầu nàng trải lấy quý khí ném ra búi tóc, hai tóc mai trì hoãn trường, phát lên mang theo một cái tử kim châm gài tóc, cả người trói lọi, làm người ta không dám nhìn thẳng. Nàng nhìn thấy Giang giật một người đến đây, trên mặt cũng không có nửa điểm kinh ngạc, ngược lại khóe miệng nhàn nhạt, nhạt mà cười, càng thêm mê người. Tham kiến công chúa Điện Hạ, Giang giật có chút khom người hành lễ, thế mà không có quỳ xuống, ngữ khí ngược lại là coi như cung kính, nhà ta thiếu tộc trưởng thân thể ôm việc gì, vân phỉ công chúa đêm qua cũng nhận kinh hãi. Vô song công tử chính bồi thiếp nàng, sở dĩ để cho ta tới cho công chúa nói một tiếng thật có lỗi. Nha, là bản công chúa mạo muội Hạ Phi Ngư nhàn nhạt mà cười cười, cũng không thèm để ý giang giật lễ tiết, nàng đột nhiên vẫy lui hạ nhân, Ngọc Thủ chậm rãi trận lại nói, tiền đại giã mời ngồi đi, các nàng không đến chúng ta ăn đi. Cái này, giang giật mặt lộ vẻ vẻ làm khó, lắc đầu nói, thuộc hạ thân phận hèn mọn, làm sao dám cùng công chúa ngồi chung tại hạ vẫn là trở về đi, đa tả công chúa hậu ái. Ngồi, Hạ Phi Ngư lại sắc mặt khẽ giật mình, có một cỗ không giận chịu uy khí thế, nàng chém đinh chặt sắt nói ra, bản công chúa để ngươi ngồi, người an vị đi, làm sao người muốn kháng chỉ. Dựa vào, giang giật vốn là tùy ý qua loa thoáng cái, giờ phút này lại đâm lao phải theo lao, hắn con người nhất chuyển, cắn răng ngồi tại phòng khách nhỏ một cái bàn gỗ bên trên, nhìn qua ngồi đầy sơn chân hải vị, nội tâm cười khổ không ngừng. Ha ha, hạ phi ngư trên mặt lúc này mới khôi phục ý cười, nàng uyển chuyển ngồi tại giang giật đối diện, trong đôi mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, tựa như đưa tình ẩn tình, khoát tay nói tiền đại giã, bản công chúa vẫn cho rằng anh hùng cũng không hỏi ra chỗ, thực lực ngươi cường đại, thế nhưng là ta thần võ quốc trụ cột vững vàng, lần này sau khi trở về bản công chúa nhất định hướng phụ vương cận nói, phong ngươi một cái đại tướng quân đương đương. Đến rồi, Giang giật nội tâm khe khẽ thở dài, hắn sớm biết cái này hạ phi ngư đi vẫn là lăng nguyệt bộ kia, bất quá nàng dùng đến thuận tay hơn, bởi vì nàng trên danh nghĩa là tiền vạn quán chủ tử, cũng là hắn chủ tử, nếu là hắn không muốn bại lộ thân phận, kia chỉ có bồi cái này hạ phi ngư lá mặt lá trái hắn linh cơ khẽ động, ánh mắt đột nhiên nóng rực lên, chừng chừng nhìn chằm chằm Hạ Phi Ngư trần trụi ra rãnh sâu, cười hắc hắc nói, đa tả công chúa hảo ý, bất quá. Ta từ nhỏ tập quán lỗ máng, không thích nhập sĩ, quy củ nhiều lắm. Hắc hắc, so với quyền lực, đại giã càng ưa thích Mỹ nhân đây. Tiền đại giã, người quá làm càn, mà lấy Hạ Phi Ngư lòng giả cũng không thể bình tĩnh, nàng trong mắt tức giận lóe lên. Rất nhanh lại nở nụ cười, cái này nếu là bình thường khẳng định chị ngươi một cái đại bất kính, bất quá hôm nay bản công chúa tâm tình tốt, tự tha thứ ngươi một lần. Tiền đại giã, chỉ cần ngươi hảo hảo ra sức vì nước, ngươi còn sợ không có mỹ nữ sao nếu không sau khi trở về, ta để phụ vương ban thưởng ngươi mấy tên mỹ thiếp. Hắc hắc, vậy dĩ nhiên tốt, Giang giật rất không có lễ phép đưa tay nắm lên một cái giò, gặm cắn một cái. Lúc này mới lại sâu sắc nhìn qua Hạ Phi Ngư rãnh sâu một chút, còn có chút khoa trương nuốt một miếng nước bọt, nói, giống như có thể có công chúa như thế Mỹ mạo tựu không còn gì tốt hơn, hắc hắc. Người này đến cùng phải hay không giang giật? Hạ Phi Ngư cái này một hồi vô cùng hoài nghi, giang giật tại sao có thể có như thế dâm tả ánh mắt, làm sao lại tốt như vậy sắc thô lỗ như vậy không chịu nổi. Giống như không phải giang giật, như vậy buổi sáng hôm nay sự tình lại thế nào giải thích thật chẳng lẽ chính là tiền vạn quán thả ra quỷ dị thần thông. Không đúng, tiền ra con em một mực không thích luyện võ, tiền vạn quán thực lực yếu như vậy, coi như cho hắn một môn cường đại thần thông khẳng định cũng không luyện được. Hạ Phi Ngư rất nhanh kiên định nội tâm ý nghĩ, Giang giật nhìn quá nhìn quen mắt, sát lục chân ý cũng có rất lớn hoài nghi, chẳng lẽ hắn cái này dâm tả ánh mắt chính là giả bộ trên mặt hắn cũng mang theo nhân phẩm mặt nạ. Hạ Phi Ngư nội tâm run lên, khóe miệng cười yếu ớt cũng càng thêm mê người, nàng con ngươi nhất chuyển, đột nhiên có chủ ý, muốn chứng minh tiền đại giã có phải hay không Giang giật, kỳ thật rất đơn giản. chương 421, Huyền Phong xào huyệt, cái này chứng minh biện pháp liền là Giang giật không dám lên nàng tiền đại dã dám lên nàng hạ gia cùng giang giật là cứu nhân theo hạ phi ngư hiểu rõ giang giật người này trọng tình trọng nghĩa một khi cùng một nữ tử phát sinh quan hệ khẳng định sẽ đối với nàng phụ trách hắn cùng hạ gia là tử thù đương nhiên sẽ không chiếm hữu nàng giống như tiền đại dã không phải giang giật như vậy về tình về lý chỉ cần nàng có thể buông xuống tư thái vậy hắn tuyệt đối chịu không được dụ hoặc đến lúc đó chỉ cần nhanh thất thân lúc gọi người ngăn cản là đủ dạng này còn có thể chỉ tiền đại dã một cái tội lớn vừa đấm vừa xoa tiền đại giã cũng có thể vì nàng sử dụng có thể nói nhất tiễn song điêu cho nên nàng rất quỷ dị cười cười không nói thêm gì nữa một lòng trước dùng đồ ăn đáng tiếc ăn một điểm hắn tự bị giang giật tứ không kiêng sợ ánh mắt khiến cho một điểm muốn ăn đều không có giang giật cặp mắt kia tựa như muốn đem nàng cả người nuốt vào ngồi đối diện hắn cảm giác thân vô thốn lũ bị hắn thấy hết nàng cố nén các loại chờ giang giật ăn uống no đủ về sau thản nhiên đứng dậy tại cửa ra vào tại ngoái nhìn cười nói, tiền đại giá, ngươi vào đây, ta và ngươi nói điểm chính sự. Vừa chuẩn chuẩn bị sắc dụ Giang giật trong lòng cười lạnh một tiếng, lần trước chơi chán, lần này hắn lại không định chơi, hắn cung kính chắp tay nói, công chúa có lời gì tại cái này nói là được, bên trong thuộc hạ đi vào là đại bất kính. Khanh khách, biết rõ đại bất kính, hạ phi ngư mị nhãn như tơ, liếc mắt giang giật một cái nói, bản cung để ngươi vào đây tựu vào đây, đây là ý chỉ, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ hóa giang giật bó tay rồi cái này công chúa đùa chiêu này còn đùa nghiện hắn thật không tâm tình cùng cái này công chúa giày vò khốn khổ lập tức lần nữa chắp tay nói thật có lỗi công chúa nhà ta thiếu tộc trưởng hạ tử mệnh lệnh ta dám vào công chúa gian phòng tự cắt ngang chân của ta sở dĩ công chúa muốn muốn nói cái gì hoặc là muốn làm gì ngay tại cái này đi lúc này đến phiên hạ phi ngư bó tay rồi cái này tiền đại dã chẳng lẽ đoán được nàng muốn sắc dụ hắn hay là tiền vạn quán để phòng nàng thông đồng tiền đại dã nàng có chút giận dữ nói ra, ta không nói, ngươi không nói, việc này tiền vạn quán làm sao lại biết rõ. Hắc hắc, giang giật đột nhiên cười hắc hắc nói, công chúa điện hạ là muốn cùng ta cái kia à hôm nay thực sự thật có lỗi, thiếu tộc trưởng trước khi đến đã tính tới, sở dĩ cho tại hạ quần lót khóa lại, nếu không hôm nào ngươi nếu là không tin tưởng, ta cởi quần cho ngươi xem. Nói giang giật giải khai đai lưng, gỡ ra trường bào liền muốn cởi thua quần, lộ ra bên trong quần lót, Hạ Phi Ngư bị hù dọa, vội vàng đỏ mặt xoay người sang chỗ khác, nội tâm tức giận rốt cuộc ẩn tàng không ở, khẽ kêu nói tiền đại giã ngươi làm càn, ngươi dám khinh nhờn bản cung có ai không, giết cho ta cái này ác tha nghịch tặc. Vù vù, bên ngoài bảo vệ cường giả bay vụt vào đây, binh khí bên trên nguyên lực vần quanh, liền muốn động thủ chém giết Giang Giật. Giang Giật nhách miệng cười một tiếng, hắn không sợ khai chiến, liền sợ cái này công chúa dây dưa không rõ, lập tức hắn phát ra vài tiếng kêu to, mới quát lớn, làm sao công chúa muốn giết ta ngươi cũng muốn hỏi một chút chúng ta tiền ra người có đồng ý hay không. Ô ô, tiền ra thuyền lớn bên kia lập tức có đáp lại, vang lên vài tiếng kêu to, trong thuyền lớn mấy chục đạo thân ảnh bắn ra, một người thật xa tự quát lớn, đại dã. chuyện gì xảy ra. Người của hạ gia không dám động, tiền ra chiến gia vân ra cường giả cộng lại thế nhưng là so với bọn hắn nhiều mấy lần. Hôm nay nếu là tiền vạn quán bọn người có chút ngưu phản, Sợ là toàn bộ người đều muốn chết. Tốt, tốt, tiên đại giã, người có gan, người có gan. Hạ phi ngư đôi mắt chuyển động mấy lần, rét cam cam nói ra, hy vọng ngươi một mực có loại xuống dưới. Sai, Giang giật nghiêm mặt nói, công chúa hiểu lầm, tại hạ đối công chúa một mảnh ái mộ, chỉ là từ nhỏ xuất sinh sơn giã không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Có lẽ đại giã biểu đạt phương thức có chút thô lỗ, nhưng đại giã đối công chúa yêu thương thiên địa chứng giám. Không nói cái này còn tốt nói chuyện cái này hạ phi ngư tức giận đến thân thể đều phát run nàng bi vẫn chỉ vào giang giật nói lặn đi ngươi cho bản cung lăn ra ngoài tuân mệnh giang giật nhún vai không thèm để ý chút nào thân thể hướng ra phía ngoài mà xuống nhìn thấy ba nhà cường giả vội vàng nhếch miệng cười nói không có việc gì không có việc gì vừa rồi công chúa nói muốn nghe một chút chúng ta tiền ra tín hiệu cầu viện ta không sao hô hai tiếng đấy ba nhà võ giả mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng vừa rồi nghe được hạ phi ngư nổi giận thanh âm đều biết giang giật khẳng định đem hạ phi ngư tức giận đến không nhỏ nói không chừng làm rất vô lễ sự tình lập tức tất cả mọi người mặt mày hớn hở cùng giang giật cùng một chỗ trở về toàn bộ tựa như đánh thắng trận lớn hưng phấn trở lại thuyền lớn không thể tránh khỏi bị tiền vạn quán chiến vô song thẩm vấn một phen giang giật thực sự không chịu nổi tiền vạn quán mềm giọng muốn nhờ chỉ có thể đem sự tình nói một lần đem tiền vạn quán cùng chiến vô song chấn động đến trợn mắt hốc mồm Dám như thế cùng thân phận tôn quý công chúa đùa nghịch lưu manh, sợ là chỉ có Giang giật A. À. Nhìn thấy hai người khoa trương biểu lộ, Giang giật sờ lên cái mũi, đứng dậy trở lại gian phòng của mình. Ngần ấy việc nhỏ liền đem hai người hù dọa, cái này nếu là đem đùa bỡn lăng nguyệt sự tình nói ra, hai người còn không phải hù chết A. À. Đội tàu tiếp tục tiến lên, hạ phi như thế mà không hề đơn độc rời đi, một đường đi theo tiền vạn quán thuyền lớn tiến lên, mọi người chạy được hơn một canh giờ, đã tới hải đảo phụ cận. Hải đảo phụ cận lại có hai cái gia tộc thuyền lớn đã tại trở về. Bất quá thuyền lớn phía ngoài thủ vệ trong mắt đều là tơ máu. Đoán chừng kịch chiến một ngày một đêm mới miễn cưỡng xử lý Huyền Phong rút về. Làm phía ngoài hộ vệ nhìn thấy mấy nhà hộ vệ giống như không có chuyện gì người tất cả đều kinh nghi bất định âm thầm đố kỵ bọn hắn hảo vận. Sắc trời đã tối, mọi người cũng không tốt tìm kiếm Huyền Phong sao huyệt Giang Giật Hạ lệnh tại Hải đảo phụ cận nghỉ ngơi một đêm chờ trời sáng toàn bộ tụ tập về sau sẽ cùng nhau tìm kiếm Huyền Phong. Đến nửa đêm, không ngừng có thuyền lớn trở về, toàn bộ đều gọi khổ không ngớt, rất nhiều gia tộc đều đã chết không ít người, thẳng đến hừng đông thời gian sở hữu công tử tiểu thư mới tập hợp đủ, nhưng đều mệt đến không được, muốn bọn hắn cùng đi tìm huyền phong rõ ràng không có khả năng. Nhóm lửa chôn nồi nấu cơm, sau khi ăn xong chúng ta lập tức lên đường, tìm kiếm huyền phong xào huyệt. Giang giật hạ lệnh, tiền vạn quán vội vàng để cho thủ hạ đi chuẩn bị, mọi người hảo hảo ăn một bữa, không để ý tới mọi người nghinh ngang rời đi đêm qua nghỉ ngơi tốt công tử tiểu thư, cũng rất nhanh để đội tàu xuất phát tìm kiếm khắp nơi, một chút vừa mới trở về không bao lâu gia tộc đều thầm mắng không ngừng, nhưng tất cả mọi người đang tìm, bọn hắn nếu là nguyên địa bất động, nói không chừng lông đều không vớt được một cái. Toàn bộ gia tộc xuất động, dùng hải đảo làm trung tâm, thành hình quạt hướng huyền phong tới phương hướng bắt đầu tìm, tại giữa trưa, thánh linh quốc đội tàu trước hết nhất tìm được huyền phong xào huyệt. Tìm được xào huyệt, thánh linh quốc người cũng không dám động, còn không dám tới gần kia xào huyệt. Bởi vì cái này sao huyệt tại một cái cự đại trên hải đảo, hải đảo này so tinh vẫn đảo còn muốn lớn gấp hai, trên không thỉnh thoảng có một đám huyền phong xoay quanh, ở trên đảo không cần phải nói rất nguy hiểm. Lão đại, làm sao bây giờ nếu không chúng ta theo đi vòng qua từ phía sau lên đảo, tiền hạ thủ vi cường. Tiền vạn quán đứng tại bong tàu bên trên, trong mắt đều là vẻ tham lam, mặc dù sang giật tại cái này, đại đầu khẳng định cho hắn cầm, nhưng mọi người cũng có thể kiếm một chén canh A. Hải đảo này to lớn như thế, Huyền Phong ở đây chiếm cứ, nói không chừng còn sẽ có hiếm thấy linh thảo tiên dược. Đừng nhúc nhích, lập tức rút đi, một ngày sau trở lại. Giang giật mặt mũi tràn đầy đều là ngưng trọng trầm giọng nói, nhìn thấy người bên cạnh đều là không hiểu, hắn ngắm nhìn xa xa hải đảo, giải thích nói, cái này hải đảo cho ta cảm giác dị thường nguy hiểm, rất có thể có được yêu vương, hoặc là dị thường tồn tại cường đại, một cái không tốt. Tất cả mọi người muốn lưu ở nơi đây. Chương 422, gậy ông đập lưng ông. Giang giật mở miệng Tiền vạn quán bọn người không dám nói gì, khống chế thuyền lớn lặng lẽ rút đi. Bọn hắn khoảng cách hải đảo có chút xa, mà lại còn lại thuyền lớn người đều tại cẩn thận quan sát hải đảo, đề phòng những nhà khác tộc nhân xuất thủ cướp đoạt. Sở Dĩ cũng không có chú ý đến phía sau tiền ra thuyền lớn. Tiền vạn quán đem thuyền lớn dừng ở phụ cận ngoài mấy chục dặm một cái hải đảo bên trong, giang giật giò xét một lần, lặng lẽ thả ra nhai tí thú, để mọi người tại nguyên địa chờ. Hắn một người cưỡi nhai tí thú theo dưới biển đi. Cái này nhai tí thú thần thông rất lớn, có thể lên thiên hạ hải, mà lại ở trong nước tốc độ vẫn còn so sánh không chung nhanh, nhai tí thú nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nhưng thật ra là hải yêu, tại càn khôn điện bên trong cũng là một mực cư trú tại băng hải phía dưới. Giang giật nhục thể coi như không tệ, có thể ở trong nước ấm ức hơn nửa canh giờ, sở dĩ tiềm phục tại trong biển ngược lại là an toàn, chỉ cần hơn nửa canh giờ đi lên lấy hơi là được. Hắn để nhai tí thú cực lực thu liếm khí tức, lặn hạ trong biển ngàn trượng khoảng cách, nhanh chóng hướng cái kia hải đảo tiếp cận. Ở trong biển hắn cảm thụ được nước biển áp lực thật lớn, nội tâm âm thầm than tiếc, nếu là tìm hiểu vu thần lưu lại cái chủng loại kia trong nước du lịch vu thuật, ở trong nước liền có thể như dẫm trên đất bằng, thật là đến cỡ nào hài lòng a. À? Rất nhanh, chỉ là gần nửa canh giờ Giang Giật Tựu đã tới hải đảo phụ cận, hắn không dám tới gần đội tàu, nhai tí thú khí tức mặc dù thu liếm, nhưng nó không có đạt tới yêu đế cấp bậc, khí tức căn bản không thể hoàn toàn nội liếm, trên đường đi đụng phải rất nhiều hải yêu cũng đều hoảng sợ bỏ trốn một khi tới gần đội tàu khẳng định sẽ bị lập tức phát hiện hắn để nhai tí thú lượn quanh một vòng đi hải đảo một bên khác xác định phía trên không có đội tàu về sau hắn đem nhai tí thú thu nhập càn khôn điện bên trong hướng lên trên mặt kín đáo đi tới ầm ầm còn chưa lên mặt biển giang giật cũng cảm giác toàn bộ hải đảo không ngừng rung động hiển nhiên bên kia các gia cường giả bắt đầu công kích chuẩn bị hợp lực đánh giết huyền phong lại cướp đoàn mật ong 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 trên hải đảo trống không số huyền phong đằng không mà lên phô thiên cái địa đếm không hết có bao nhiêu con ngoại trừ huyền phong bên ngoài trên hải đảo cũng không có cái khác yêu thú để giang giật rất là kinh ngạc không biết nguy hiểm đến từ phương nào trong đảo đến cùng có cái gì nguy hiểm giang giật nhìn qua cây cối xuông xuê hải đảo trong con người đều là nghi hoặc nếu là có cường đại yêu thú hoặc là hải thú giờ phút này đã sớm đã bị kinh động a à. hiu 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 hải đảo bên kia đầy trời nguyên lực công kích mà lên bầu trời bên kia đều bị chiếu sáng, khí tức kinh khủng theo bên kia truyền đến, tăng thêm huyền phong hung lệ thú uy, để phụ cận không khí một ngạt tới cực điểm. Thật là liều mạng, cái này huyền phong không thể so với hôm qua thiếu A. À. Giang giật tùy ý quét qua, nhìn thấy bầu trời đen nghịt huyền phong nội tâm lần nữa dâng lên thật sâu nghi hoặc. Đám người này như thế khôn khéo, làm sao lại tại không thấy được tiền ra chiến ra vân ra người tự vội vàng xuất thủ bọn hắn không sợ bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu bọn hắn liều sống liều chết đem huyền phong toàn bộ chém giết xong, lại đều tử thương thảm trọng, mệt mỏi hư thoát, ba nhà cường giả ở một bên nghỉ ngơi dưỡng sức, đến lúc đó đột nhiên giết ra, cướp đoạt mật ong sau nghênh ngang rời đi, ai có thể ngăn cản. Vẫn là đi trước dò xét thoáng cái, xem bọn hắn làm cái quỷ gì. Giang giật vốn có thể vọt thẳng vào biển đảo, thừa dịp huyền phong cùng bọn hắn đại chiến thời điểm, cầm xuống mật ong cưỡi nhai tí thú rời đi, nhưng cuối cùng hắn lựa chọn chú ý cẩn thận một chút. Hắn không dám lên đảo, lặn xuống nước bên trong, còn Quấn Hải đảo hướng chiến trường kín đáo đi tới, hao tốn gần nửa canh giờ, hắn đã tới chiến trường phụ cận, hắn không dám lên trên mặt biển đi, mà là lặng lẽ nhô ra thần thức, cảm ứng đến phụ cận hết thảy tình huống. Tình huống rất khốc liệt, ngoại trừ ba nhà võ giả, tất cả công tử tiểu thư đều đến, bất quá những công tử này tiểu thư đều tụ tập tại một chiếc thuyền lớn bên trên, lưu lại hơn 10 người bảo hộ. Còn lại vài trăm người, tản mát tại mười mấy chiếc trong thuyền lớn, thay phiên công kích huyền phong đầy trời độc thứ như như mưa to rơi xuống, đáng tiếc thuyền lớn buồng nhỏ trên tàu bên trên đều có vòng bảo hộ, những cái kia vòng bảo hộ chỉ cần có võ giả không ngừng quán chú nguyên lực, bằng vào huyền phong độc thứ căn bản không phá nổi. Huyền phong độc thứ ở chỗ độc, uy lực lại cũng không lớn. Còn lại võ giả thay phiên ra bong tàu bên trên, một số người bắn ra nguyên lực công kích đem trên đỉnh đầu độc thứ xoắn thành bột mịn, hoặc là đánh bay, người khác thì toàn lực công kích giữa không trung huyền phong. Dạng này phối hợp xuống đến, tính an toàn gia tăng thật lớn, đồng thời chém giết huyền phong hiệu suất cũng thay đổi nhanh, đương nhiên huyền phong rất rất nhiều, không có một ngày một đêm là căn bản thanh lý không hết. Thật đúng là làm, Giang giật tại đáy biển phía dưới con người lấp lóe không ngừng, hắn cũng không có dò xét đến có bất kỳ một nhà võ giả vụng trộm kín đáo đi tới hải đảo, rất rõ ràng tất cả gia tộc đều đạt thành hiệp nghị, trước đem huyền phong đánh giết sạch sẽ, sau đó hoặc là đều bằng bản sự cướp đoạt, hoặc là chia đều. Đoạt vẫn là không đoạt, Giang giật nội tâm thiên nhân giao chiến giờ phút này là thời cơ tốt nhất chỉ cần hắn lặng yên chui vào hải đảo quyền phong mật ong nhẹ nhóm có thể tới tay hắn lại lặng lẽ thối lui thần không biết quỷ không hay lại các loại chờ sau ba canh giờ không có bất kỳ cái gì dị trạng ta tự động thủ Giang giật cắn răng quyết định hắn không có trở về một bên khác mà là tại phụ cận hải đảo tìm một khối đá ngầm lặn ra mặt nước lộ ra một cái đầu cứ như vậy ngồi chờ chờ đợi một canh giờ không có nửa điểm dị trạng huyền phong bị đánh chết rất nhiều, các gia tộc người cũng đã chết hai cái, đã thương năm sáu cái, nhìn hết thảy bình thường. Hai canh giờ, vẫn là hết thảy bình thường. Ba canh giờ, Giang giật rốt cuộc nhịn không được, cho dù có âm mưu lại như thế nào chẳng lẽ lại bọn hắn dám phái kim cương cường giả đánh lén hắn có nhai tí thú tại coi như lâm lão thái dám tới lại như thế nào lại nói. Cái này đều ba canh giờ, sắc trời đều nhanh đen, có kim cương cường giả sớm nên xuất thủ. Sở dĩ hắn quyết định xuất thủ, Hắn vụng trộm lặn xuống hải đảo mặt sau, sau đó thả ra nhai tí thú, cầm Hỏa Long kiếm lặng yên lên hải đảo, hắn thần thức cực lực dò xét, xác định bốn phía không có nguy hiểm về sau, nhanh chóng tiến lên, quyết định bằng nhanh nhất tốc độ cầm tới mật ong sau lập tức rút lui. Hải đảo rất lớn, nhưng là Giang giật tốc độ rất nhanh, chỉ là nửa nén hương thời gian hắn liền vọt vào hải đảo trung tâm, một đường dò xét phía dưới, hắn cũng không có phát hiện nửa điểm nguy hiểm, thậm chí không có nửa cái yêu thú. Yêu Vương Người có thể cảm nhận được gặp nguy hiểm hoặc là hải đảo bên trong có yêu thú. Khí thức Giang Giật hướng sau lưng nhai tí thú hỏi thăm một tiếng. Nhai tí thú lắc đầu nói nguy hiểm hay không bản vương không có cảm nhận được. Bất quá trên hải đảo này ngoại trừ Huyền Phong không có bất kỳ cái gì yêu thú. Đi. Giang Giật đột nhiên ra tốc như viên hầu bay vụt tiến lên. Thần trí của hắn cũng rất nhanh khóa chặt nơi xa một cái cửa đại tổ ong. Thật xa liền có thể nghe được một cỗ thấm người mùi thơm ngát. Huyền Phong mật ong. Giang Giật đôi mắt sáng lên thần thức tại phủ cận quét qua, xác định không có nguy hiểm về sau, bước chân không có nửa điểm dừng lại, như một đạo kiểu lưới kiếm sắc bén hướng tổ ong phóng đi. Ha ha, Giang giật vào cuộc, cùng một thời gian, bờ biển một chiếc thuyền lớn bên trong trong khoang thuyền một cái trong gian phòng lớn, đột nhiên vang lên một đạo tiếng cười như chuông bạc. Bên trong căn phòng một cái màu trắng thủy tinh cầu tản ra ánh sáng nhu hòa, bên trong ngồi hai người, một người lại là võ điện kim cương cảnh nguyên lão, còn có một cái rõ ràng là cơ thính vũ, cũng không biết các nàng dùng bí thuật gì, giang giật thần thức vừa rồi đảo qua thời điểm, thế mà không có phát hiện hai người tồn tại. Càng thêm thần kỳ là, tản ra bạch sắc quang mang trong thủy tinh cầu, thế mà có thể nhìn thấy hai đạo mơ hồ hư ảnh, một đạo là nhai tí thú, còn có một đạo đúng là hướng tổ ong phóng đi giang giật. Cơ thính vu ánh mắt nhìn qua thủy tinh cầu, khóe miệng nụ cười có thể làm cho thiên hạ bất luận cái gì nam tử say mê, nàng nhẹ giọng cười nói, giang giật, lần này trên trời dưới đất, còn có ai có thể cứu ngươi? chương 423, ma tình đằng, lớn như vậy một cái tổ ong, mật ong khẳng định lại có rất nhiều. Hải đảo Trung ương, Giang giật nhìn thấy một cái đại thụ trên cành cây leo lên một cái khoảng chừng một cái cung miệng lớn tổ ong, trong đôi mắt đều là tinh mang. Cứ việc nội tâm báo động một mực có, nhưng Giang giật không có để ý, thần trí của hắn đã sớm dò xét tổ ong, phát hiện bên trong ngoại trừ một cái mẫu phong hoàng bên ngoài, căn bản không có nửa cái huyền phong. Cái này ong hoàng thực lực so huyền phong càng yếu, hơn hoàn toàn không có nửa điểm áp lực giang giật chuẩn bị đem cả cây đại thụ trực tiếp chặt đứt toàn bộ ném vào càn khôn điện bên trong xong hắn thần thức tại bốn phía tìm tòi xác định bốn phía hoàn toàn yên tĩnh về sau thân thể như u hồ lướt tới hỏa long kiếm đột nhiên bắn ra hai đầu hỏa long hướng tổ ong phía dưới thân cây vọt tới oanh hai đầu hỏa long nhẹ nhõm đem phía dưới thân cây oanh thành bột mịn to lớn cổ thụ ầm vang ngã xuống giang giật hỏa long kiếm lần nữa quét qua đem tổ ong phía trên thân cây cũng chém nát hắn thân thể tựa như tia chớp hướng tổ ong phóng đi. Chi chi, tổ ong chấn động, bên trong cái kia ong chúa hoàng bắn ra, đối giang giật liên tục không ngừng bắn ra độc thứ, bất quá tốc độ rõ ràng so huyền phong tranh lệch rất nhiều. Ông chúa hoàng tiếng kêu cũng kinh động đến xa xa huyền phong, một đám huyền phong cấp tốc bay vụt mà quay về. Chết, giang giật thân thể ở giữa không trung vặn vẹo, tránh né độc châm, tiện tay bắn ra một cái đạo văn công kích, trong nháy mắt mấy vạn hỏa long hướng ông chúa hoàng mà đi. Kia hủy thiên diệt địa khí tức, để ong chúa hoàng kia màu vàng pha lê con mắt đều bị hoảng sợ chiếm cứ nó cuống quyết lui nhanh không ngừng phát ra chi chi thanh âm nhưng nó tốc độ quá chậm sao có thể tránh thoát đầy trời tiểu hỏa long công kích nguy hiểm mau trốn đúng lúc này sau lưng nhai tí thú trầm hống giang giật nội tâm nguy cơ trí mạng cảm giác cũng đột nhiên dâng lên hắn biến sắc không có chút gì do dự trên thân bạch quang sáng lên liền muốn thuấn di oanh một đạo kinh thiên tiếng oanh minh vang lên toàn bộ hải đảo đột nhiên chấn động trung ương mặt đất nổ tung một cái như viễn cổ hung thú cự tiên màu đen gốc cây theo hải đảo trung tâm bắn ra, cái này hắc đằng vừa ra, toàn bộ trên hải đảo không không gian chấn động, những cái kia tiểu hỏa long thế mà toàn bộ bị đánh tan. Giang giật thân ảnh vừa định thuấn di, lại bởi vì không gian chấn động thất bại, kia cự nhảy lên điện mà đến, thoáng cái đem giang giật cuốn lấy, còn thuận tiện đem nhai tí thú cũng cuốn lấy. Vù vù, hải đảo trung ương một khối to lớn đất bằng nổ tung, khắp thiên đều là bay thạch, hải đảo bốn phía cũng nhấc lên kinh thiên cự lãng, đem bốn phía thuyền lớn toàn bộ lật tung, những cái kia huyền phong thì hưng phấn vô cùng hướng hắc đằng phóng đi, chi chi réo lên không ngừng. Cái này, cái này, đây là vật gì vì sao có như thế kinh khủng uy áp khủng bố như thế tốc độ. a à, Trung ương đảo có một người còn có một cái yêu thú không đúng. Cái kia yêu thú là nhai tí thú, giang giật nhai tí thú. Giang giật thế mà len lén lẻn vào trong đảo. Lão thiên, cái này hắc đằng là cái gì thế mà liền nhai tí thú đều có thể cuốn lấy nhai tí thú không phải đỉnh phong yêu vương sao lão thiên. Chẳng lẽ hắc đằng là yêu đế cái đuôi, yêu đế mau trốn, toàn bộ người bị sợ choáng váng, những công tử kia các tiểu thư càng là dọa đến trợn mắt hốc mồm, bất quá vẫn là có người giật mình tỉnh lại, lập tức mang theo riêng phần mình ra công tử tiểu thư hướng nơi xa lao nhanh bỏ trốn. Ai cũng không biết kia hắc đằng là cái gì, nhưng các nàng biết rõ giống như không trốn, tất cả mọi người muốn chết yêu vương đỉnh phong nhai ký thú đều không phản kháng được, trên đời này ngoại trừ yêu hậu bên ngoài, ai có thể chống lại lấy hắc đằng. Ma tinh đằng quả nhiên lợi hại, ha ha, giang giật lần này tai kiếp khó thoát, phía đông trên mặt biển, Cơ thính vũ đầu đội lấy một cái mũ che màu vàng, cùng toàn thân bao phủ tại hắc bảo võ điện trưởng lão sừng sững tại một chiếc lật nghiêng thuyền lớn về sau, trong tay nàng thủy tinh cầu lóe lên một cái rồi biến mất, khóe miệng lộ ra một tia người thắng mỉm cười. Võ điện trưởng lão một cái tay bắt lấy cơ thính vũ bả vai, hướng xa xa cự đằng nhìn thoáng qua, âm thầm gật đầu nói, thánh nữ quả nhiên lợi hại, tính toán không bỏ sót, lão hủ bội phục. Sợ là giang giật đến chết cũng không biết, cái này huyền phong vẫn luôn là thánh nữ thiết kế cái bẫy a à. Ha ha, đi thôi, bị ma tinh đằng trói lại, coi như yêu hậu tới cũng không có cách nào. Cơ thính vũ không có nửa điểm vẻ kiêu ngạo, cười nhạt một tiếng, tựa như là một kiện thưa thất chuyện bình thường, nàng vung tay lên, võ điện trưởng lão mang theo nàng hướng dưới nước kín đáo đi tới rất nhanh biến mất tại biển rộng minh mông bên trong. Suy suy, hải đảo kia trung ương cự đằng cũng rất nhanh rút vào hải đảo, đem giang giật cùng nhai tí thú đều kéo vào dưới đảo, chỉ để lại một cái xấu xí vô cùng hố sâu. Không sai, đây hết thảy đều tại cơ thính vũ thiết kế, cái này huyền phong ra thiên tinh đại lục, ra tây ninh thành đều là cơ thính vũ cố ý phái người làm. Mà lại lần này có thể có như thế thêm công tử tiểu thư tham gia tầm bảo, vẫn là võ điện âm thầm trợ giúp kết quả. Mục đích chỉ có một cái, đem giang giật dẫn tới nơi này để ma tinh đằng chém giết hắn giang giật vừa ra vô thần cấm địa tiềm phục tại phụ cận võ điện trinh sát liền đem tin tức truyền trở về hải đảo này bên trong có huyền phong còn có một cái vô cùng kinh khủng ma tinh đằng võ điện đã sớm biết cơ thính vũ phái người bắt được mấy cái huyền phong phóng tới tây ninh thành phụ cận bị người phát hiện về sau tự nhiên sẽ tại đại lục gây nên sóng to gió lớn lại có gia tộc muốn lấy được mật ong còn như tin tức truyền đi nhanh như vậy võ điện không thể bỏ qua công lao Chiến gia cùng tiền gia nhận được tin tức, cũng là võ điện truyền đi, thậm chí. Tô như tuyết nguyên bản không muốn phái người đi đoạt bảo, cuối cùng đều là tại võ điện gian tế giật dây dưới, mới phái một cái tướng quân. Hết thảy đều tại cơ thính vũ tính toán bên trong, tiền đại giã thân phận người bình thường không biết, cơ thính vũ vẫn luôn biết rõ. Vừa rồi các gia tộc không có chờ tiền gia chiến gia vân gia người đến đây, tự vội vàng cùng huyền phong khai chiến, kỳ thật cũng là cơ thính vũ để độc cô nhạn triệu tập mọi người, tập thể thương nghị kết quả, chúng gia tộc vì sao không sợ ba nhà ngư ông đắc lợi nguyên nhân rất lớn là độc cô nhạn cam đoan ba nhà dám đến cướp đoạt võ điện cam đoan để bọn hắn có đến mà không có về mọi người mới sẽ như thế yên tâm khai chiến cơ thính vũ trí tuệ quá kinh khủng nàng đem hết thảy đều tính toán chết rồi thậm chí đều không cần lộ diện giang giật tự chủ động vào cuộc ngoại trừ võ điện người bên ngoài bất kỳ người nào cũng không biết việc này lại có một cái phía sau màn đại thủ lặng yên tại nắm trong tay chuyện gì xảy ra Khoảng cách bên này mấy chục dặm bên ngoài hải đảo bên trong, tiền vạn quán bọn người đột nhiên nhìn thấy mấy cường giả chính vượt biển tiến lên, vội vàng khống chế thuyền lớn chạy tới, kết quả đạt được một cái để mọi người chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm tin tức. Hải đảo bên trong đột nhiên toát ra một cái màu đen quái dây leo, đem giang giật cùng nhai tí thú đều kéo hạ đáy biển. Lão đại, tiền vạn quán cuống lên, lập tức hạ lệnh thuyền lớn hướng hải đảo phương hướng chạy mà đi, chiến vô song cũng gấp, phân phỉ gấp hơn. Giang giật thế nhưng là vô thần truyền nhân, thiên huyền quốc tương lai thủ hộ thần sao có thể cứ như vậy chết. Bất quá nàng coi như có chút chấn định, nhìn thấy tiền ra người liền muốn để thuyền lớn quay đầu, nàng vội vàng quát khẽ, đều chớ làm loạn, chúng ta dạng này đi chỉ có thể chịu chết. Giang giật thực lực như thế, nhai tí thú càng là đạt đến yêu vương đỉnh phong, bọn chúng đều không phản kháng được, chúng ta đi có làm được cái gì. Tiền vạn quán lặng lẽ quét qua, gầm hét lên, người nói cái gì hỗn thoại chẳng lẽ chúng ta chưa mắt nhìn xem lão đại đi chết các ngươi sợ chết, ta một người đi nói cái gì đó, chiến vô song không làm, hung hăng trừng tiền vạn quán một chút, quát vân phỉ là như vậy người chúng ta năm đó ở trong rừng quỷ cùng giang giật đồng sinh cộng tử lúc ngươi ở đâu nếu có thể cứu ra giang giật, ta chiến vô song cái thứ nhất nguyện chết, vấn đề là chúng ta chết rồi, có thể cứu hắn, tiền vạn quán bị chiến vô song vừa hô lợi mã sợ, chỉ có thể ngượng ngùng nói ra, vậy làm sao bây giờ chúng ta cũng không thể tại cái này ngồi đợi đi. Vân phỉ ngược lại là không có trách cứ tiền vạn quán, còn người nhất chuyển, nói ra, đệ nhất phái người lập tức đưa tin cho yêu hậu, ra cát thanh vân, thủy u lan, cùng ngân hoa bà bà. Đệ nhị phái người tìm đọc huyền phong cùng hắc đằng tư liệu, tìm kiếm phương pháp phá giải, đệ tam cầu nguyện lão thiên, hy vọng giang giật chính mình giải vây. chương 424, tiểu nô đừng tới, yêu vương, đây là thứ quỷ gì vì sao ta không thể thuấn di vì sao ngươi cũng không động được. Cảm thụ được thân thể mình bị nhanh chóng hướng phía dưới kéo xuống, giang giật đều là kinh ngạc thứ này thế mà liền yêu vương đều có thể trói lại chẳng lẽ đây quả thật là yêu đế cái đuôi chỉ là hắn tại cái này hắc đằng bên trên cũng không có cảm nhận được yêu thú khí tức. Tiểu tử, chúng ta lần này phiền toái, đây là ma tinh đằng. Yêu vương bị khổng lồ thân thể đều bị cuốn lấy biến hình, đầy mắt ảm nhiên trầm hống đạo, nó thế mà không có phóng thích nó yêu thuật, tứ chi cũng không thấy bất kỳ cử động nào, tựa hồ căn bản không có tâm tư phản kháng. Ma tinh đằng lai lịch gì? Giang giật nhìn thấy nhai tí thú dáng vẻ, nội tâm càng khiếp sợ, Yêu vương dừng một chút muộn thanh muộn khí giải thích nói, đây là thiên tinh đại lục kinh khủng nhất một loại mỹ linh, không có cái thứ hai. Năm đó chủ nhân cũng bị nó cuốn lấy, bất quá chủ nhân tại chết đi một khắc này, ngược lại cơ duyên xảo hợp cảm mộ một loại cực kỳ lợi hại trung giai đạo văn, thực lực cũng đến thiên quân đỉnh phong, lúc này mới đả thương cái này ma tinh đằng, chạy thoát. Chỉ là, chủ nhân năm đó tao ngộ ma tinh đằng tại Đông Hải, nhưng lại không biết Tây Hải cũng có ma tinh đằng thứ quỷ này hẳn là trên cái này đại lục tính bền dẻo tối cường đồ vật, công kích của ta căn bản không phá nổi phòng ngự của nó, đồng thời nó còn có thể để ngươi trong thân thể năng lượng nhiễu loạn, mà lại ma tinh đằng có thể làm cho không gian chấn động, sở dĩ người ta đều trốn không thoát, chỉ có chờ ma tinh đằng ngày nào đói bụng, đem chúng ta huyết nhục tinh hoa thôn phệ. Nhai ký thú giải thích một phen, giang giật triệt để bị chấn động đến trợn mắt hốc mồm, theo yêu vương nói, coi như yêu hậu tới đoán chừng cũng không làm gì được cái này ma tinh đằng. Yêu Hậu đột phá yêu đế mới không bao lâu, Vu Thần năm đó thế nhưng là đạt tới Thiên Quân đỉnh phong mới có thể kích thương cái này Ma Tinh đằng a. Giang giật sắc mặt trầm xuống, lại hỏi, Mị Linh cái gì là Mị Linh a, còn có thứ này Đông Hải cũng có trong biển quả nhiên hung hiểm a, khó trách tự liền Vu Thần cũng không dám.